TSS Channel. Trường 2891, không chịu nổi một kích. Người, ha ha ha, thật là chê cười. Ở đâu ra thứ không biết sống chết, dám ở chỗ này trêu chọc bổn tọa. Thạch Tam, giết hắn cho ta. Thạch Cương Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, ánh mắt trở nên băng hàn vô cùng, có một tia sát ý lạnh như băng tràn ra. Vâng, Bên cạnh thạch cương tiên tôn, một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen đi ra, cầm trong tay một thanh trường mâu màu đen, khí tức xung quanh lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt dừng ở trên người lăng tiêu, lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn. Bùm! Trường mâu màu đen trong nháy mắt xuyên thấu hư không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đâm về phía mi tâm lăng tiêu, một thương này giống như sao băng, để hư không đều có chút vạn vẹo. Giải thạch thế ra thất sát vệ. Chủ nhân cẩn thận. Vệ Thiên thử sắc mặt hơi đổi, một thương kia để cho hắn đều là cảm giác được uy hiếp không nhỏ, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, chuẩn bị chắn ở Lăng Tiêu trước mặt. "Ta tới đây." Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngăn cản Vệ Thiên thử. Vèo, thương mang nhanh như tia chớp, tức thì tới, nhắm thẳng mi tâm Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu lại chỉ vươn ra hai ngón tay trong suốt như ngọc. Ong. Trường mâu ong ong run rẩy, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. "Cái gì?" cường giả thất sát vệ và thạch cương tiên tôn không khỏi biến sắc. Bùm! Hai ngón tay lăng tiêu khẽ run lên, trong phút chốc một cỗ thần lực không thể địch nổi bộc phát ra, làm cho thất sát vệ cường giả nắm trường mâu cả người chấn động mạnh, cánh tay trong nháy mắt liền mất đi chi giác. Lăng tiêu tiện tay vung lên, trường mâu màu đen như là căn bản không chịu nổi lực lượng khủng bố như thế, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, sau đó mảnh trường mâu nhỏ, giống như gió lốc bao phủ cường giả thất sát vệ kia. Không tốt! cường giả thất sát vệ sắc mặt đại biến trong nháy mắt liền muốn lui về phía sau phụt trường mâu mảnh nhỏ tốc độ nhanh tới cực điểm hơn nữa bị rót vào vô cùng thần lực trong phút chốc liền xuyên thấu thân thể của hắn đem hắn cả người bắn thành cái sàng sau đó trực tiếp ở trong hư không nổ tung bùm huyết nhục bay tứ tung ngay cả nguyên thần của hắn cũng chưa kịp chạy ra trong nháy mắt tan vỡ ra một cường giả tiên vương ngã xuống đáng chết người rốt cuộc là ai sắc mặt thạch cương tiên tôn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi ánh mắt âm trầm vô cùng gắt cao nhìn chằm chằm lăng tiêu lăng tiêu xuất thủ tuy rằng thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng là nhanh như tia chớp một kẹt một vùng vô cùng dễ dàng chém giết một vị tiên vương cường giả ngay cả thạch cương tiên tôn cũng không kịp ra tay tiểu tử này rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ hắn căn bản là một vị tiên tôn cường giả ngươi luôn miệng muốn phệ thiên thử nhận ngươi làm chủ ngươi còn hỏi ta là ai ta đương nhiên là chủ nhân phệ thiên thử, mà ngươi là muốn chết sao? Lăng tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Làm thịt một vị thất sát vệ, đối với hắn mà nói liên phỏng theo tượng Phật là nghiền chết một con kiến hôi, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Đối với làm thịt tiên tộc cường giả, lăng tiêu là một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, chớ đừng nói chi là những người này vẫn là bởi vì đắc tội hắn. Trái phải coi như là vì nhân tộc trừ đi một ít họa hoạn mà thôi. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, dám giết thắt sát vệ của giải thạch thế gia ta, cho dù ngươi là đệ tử của cửu đại tiên môn, ngươi cũng đáng chết. Sắc mặt thạch cương tiên tôn vô cùng lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy sát y âm trầm. Chủ nhân, giải ra cùng thạch gia của giải thạch thế gia đều là gia tộc cao cấp nhất, hai nhà liên hợp lại, không kém chín đại tiên môn, bọn họ nắm trong tay tất cả việc làm ăn của thần tiên thạch, thu được một lượng lớn tài nguyên, cường giả trong gia tộc tầng tầng lớp lớp, giống như là thất sát vệ, ước chừng có một ngàn vị tiên vương cường giả. Vệ thiên thử truyền âm cho lăng tiêu, giới thiệu một chút tình huống của giải thạch thế gia. Trách không được cản rỡ như thế. Ta nếu đem bọn họ đều làm thịt, người nói có thể hay không có tiên quân đến truy sát chúng ta. Lăng tiêu khẽ cười nói cảm giác được sát ý trong lời nói của lăng tiêu vệ thiên thử không khỏi run lên trong lòng nhưng vẫn cắn răng một cái nói chủ nhân người của giải thạch thế gia kiêu ngạo ương ngạnh đã quen hoành hành ngang ngược trong phạm vi mấy chục đạo châu này lũng đoạn tất cả sinh ý thần tiên thạch trách không được như thế kiêu ngạo bá đạo đi lên há mồm liền muốn thần ngọc tiên thai còn muốn ngươi quỳ xuống đất nhận chủ lăng tiêu khẽ cười nói bố thất sát tiên trận giết thạch cương tiên tôn quát lớn một tiếng tiên quang rực rỡ xung quanh nở rộ ra trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu tím đao ý cường mãnh vô cùng mênh mông mà ra một thanh chiến đao màu tím trong phút chốc ngang không hướng lăng tiêu chém xuống giết liên tiếp có bảy đạo sát tự giống như lôi đình bộc phát mà ra còn lại hơn mười tôn thất sát vệ cường giả trong phút chốc ngang trời mà đến ở lăng tiêu quanh thần thoáng hiện chân đạp cương đấu thân hợp đại đạo từng đạo trật tự thần liên hiện ra bày ra một tòa chiến trận vô cùng cường đại sát ý thăng vọt lên khí tức khủng bố tới cực điểm thạch cương tiên tôn tuy rằng thoạt nhìn bá đạo mà kiêu ngạo nhưng ra tay lại vô cùng cẩn thận từ vừa rồi lăng tiêu tiện tay diệt một tôn thất sát vệ hắn liền nhìn ra thực lực của lăng tiêu cường đại cho nên chẳng những tế xuất binh khí hơn nữa còn bố trí thất sát tiên trận hơn mười tôn tiên vương cường giả bày ra thất sát tiên trận thế nhưng bộc phát ra lực lượng có thể so với tiên tôn cường giả trùng trùng điệp điệp hướng lăng tiêu trấn áp xuống chủ nhân là thất sát tiên trận vệ thiên thử trong lòng nhảy dựng có chút lo lắng nói thất sát tiên trận lực lượng khủng bố vô cùng, để cho hắn đều có chút run sợ, trong lòng hoài nghi không biết lăng tiêu có thể hay không chiến thắng thạch cương tiên tôn cùng với những thất sát vệ kia. Không sao. Lăng tiêu lạnh nhạt cười nói, bước ra một bước, trực tiếp bước vào thất sát tiên trận. ầm ầm. Đối mặt với thạch cương tiên tôn chém xuống từ sắc chiến đao, cùng với bốn phía đan sen khủng bố thần quang, lăng tiêu chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Răng rắc. Quyền ấn của lăng tiêu nở rộ ra hào quang màu tím, trong phút chốc lôi đình mãnh liệt, thiên phạt bắt đầu khởi động, thiên uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, cửu trọng tử tiêu thiên lôi ầm ầm bộc phát ra. Đây là cửu trọng tử tiêu quyết lôi lăng tu luyện, lăng tiêu lấy bí thuật thiên phạt thúc dục, hơn nữa thân thể biến thái của hắn, trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng đại viên mãn. Bùm! chiến đao màu tím của thạch cương tiên tôn thoạt nhìn có chút bất phàm giống như là một kiện cổ tiên khí nhưng bị lăng tiêu một quyền oanh chúng kịch liệt rung động ánh đao đầy trời ầm ầm nổ tung thần lực vô cùng trực tiếp tràn vào trong cơ thể thạch cương tiên tôn phụt thạch cương tiên tôn sắc mặt đại biến trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin trong miệng trực tiếp phun ra một bụng máu tươi cả người lẫn đao trực tiếp bay ra ngoài ầm ầm quyền ấn cương mãnh vô cùng bộc phát, lăng tiêu quanh người trong phút chốc có một mảnh mênh mông tử khí phun ra, giống như một mảnh lôi đình chi hải, nở rộ ra mênh mông thiên uy. Thất sát tiên trận thoạt nhìn sát khí ngập trời, không ngờ rung động kịch liệt, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Hơn 10 thất sát vệ đều hộc máu, cả đám như gió thu quét lá rụng bay ra ngoài. Vèo, thân ảnh lăng tiêu nhanh đến cực hạn, giống như một tia chớp màu tím, lăng không hư điểm, trong nháy mắt hơn 10 đạo chỉ mang bắn ra, trực tiếp xuyên qua mi tâm của mấy mấy vị thất sát vệ kia, đem nguyên thần của bọn họ tan biến ra. Hơn 10 tôn thất sát vệ hoàn toàn hồn phi phách tán. Trong ánh mắt Thạch Cương Tiên Tôn tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, nhưng là còn không có chờ hắn có động tác gì, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một tay bóp chặt cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Ầm ầm, tia chớp màu tím bổ vào bao phủ thạch cương tiên tôn giống như từng đạo trật tự thần liên hoàn toàn phong ấn tu vi cả người hắn người muốn chết như thế nào lăng tiêu mỉm cười với thạch cương tiên tôn nhưng nụ cười của hắn nhìn ở trong mắt thạch cương tiên tôn quả thực giống như là ác ma làm cho thạch cương tiên tôn cả người run rẩy trong nháy mắt mặt xám như cho tàn trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng đồng dạng đều là tu vi tiên tôn cảnh thực lực lăng tiêu sao có thể mạnh như vậy thạch cương tiên tôn một chút cũng nghĩ không rõ ràng nhưng hắn duy nhất hiểu được chính là, hôm nay đá vào trên tấm sắt. Nhưng người nếu là giết ta, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không khỏi ta thạch ra đuổi giết. Thạch cương tiên tôn tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, nhìn lăng tiêu nghiêm túc nói. Chết đến trước mắt còn dám uy hiếp ta. Tiên quân! Ta cũng không phải chưa từng giết. Lăng tiêu thản nhiên cười nói. Chủ nhân, thạch gia thế lực khổng lồ, thạch cương tiên tôn càng là thạch gia trưởng lão, chết mấy cái thất sát về ảnh hưởng còn không tính quá lớn, nhưng nếu là Thạch Cương Tiên Tôn chết, Thạch gia nhất định sẽ có đế quân cường giả đến truy tra. Vệ Thiên thử truyền âm cho Lăng Tiêu. Được. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn kế tiếp chuẩn bị đi tới Thần Tiên Cổ Thành, nếu là giết Thạch Cương, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Thạch gia cảnh giác. Lăng Tiêu không để ý tới Thạch Cương uy hiếp, trực tiếp đem tu vi của hắn răm cầm lên, sau đó nhốt ở trong cơ thể tiểu thế giới bên trong. Bùm, trong lòng lăng tiêu khẽ động trong lòng bàn tay một đoàn thôn thiên tri hòa hiện ra nở rộ ra chín sắc tiên quang rực rỡ giống như cửu sắc tiên liên hỏa trong nháy mắt đem khu vực phương viên trăm dặm đều bao phủ lên hơn mười thi thể thất sát vệ trong nháy mắt hóa thành cho bụi chúng ta đi lăng tiêu lạnh nhạt cười nói nếu thạch gia nhận ra khí tức của cửu sắc tiên liên hỏa biểu tình nhất định rất đặc sắc lăng tiêu mặc dù không biết vị tiên tộc điện hạ kia thân phận nhưng chắc hẳn ở tiên giới bên trong cũng là có cực cao địa vị vừa vặn để cho bọn hắn cho cắn chó đi thôi chủ nhân chúng ta đi đâu vệ thiên thử lấy lòng hỏi hắn đối với lăng tiêu là càng phát ra kính sợ thực lực lăng tiêu cường đại vô cùng để cho hắn cũng là trong lòng vô cùng khiếp sợ âm thầm suy đoán thân phận của lăng tiêu chẳng lẽ là cường giả trong cửu đại tiên môn sao thần tiên cổ thành lăng tiêu thản nhiên nói chủ nhân, chúng ta đây không phải tự chui đầu vào lưới sao. Nếu bị thạch gia biết là chúng ta giết thắt sát vệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vệ thiên thử kinh hô, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng chua sót. Thạch gia thực lực sâu không lường được, thần tiên cổ thành càng là đại bản doanh của thạch gia, trong đó không biết có mấy vị tiên quân cường giả tọa chấn, như thế tiến đến, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất yên tâm đi nếu Thạch gia dám đối thủ với chúng ta vậy chúng ta sẽ đem Thần Tiên cổ thành nháo hắn Long trời Lời đất Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói vệ Thiên thử trong lòng kêu khổ không ngừng nhưng gặp phải một chủ nhân to gan lớn mật như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể vô cùng thấp thỏm đi theo Lăng Tiêu hướng về Thần Tiên cổ thành phương hướng mà đi mười mấy thất sát vệ đi theo Thạch Cương trưởng lão truy sát vệ Thiên đạo nhân đều đã chết trong thần tiên cổ thành, một vị cường giả thạch gia chậm rãi nói, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ai dám động thủ với thất sát vệ thạch gia ta? Quả thực chính là không biết sống chết. Thạch cương trưởng lão là đi truy sát vệ thiên đạo nhân sao? Để cường giả trong tộc xuất động, chỉ cần bắt được vệ thiên đạo nhân, tự nhiên là có thể tìm được hung thủ thật sự. Vệ thiên đạo nhân tuyệt đối không có can đảm, cũng không có thực lực mạnh như vậy. Là giải ra sao? Dám động thủ với người thạch gia ta, thật sự là đáng chết. Cha, Nhất định phải tra ra hung thủ. Trong thạch gia, vài đạo thần niệm cường đại đan xen, ẩn chứa khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Vèo, 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 rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng lướt ra, hướng thần tiên cổ thành bên ngoài bay đi, dẫn tới thần tiên cổ thành bên trong mọi người nghị luận nhau nhau, đều là đang suy đoán không biết thạch gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, nơi đó chính là thần tiên cổ thành. Lăng tiêu cùng phệ thiên thử lăng không đạp hư, nhìn một tòa thành trên trời xa xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục. Phía trước, giống như là một tòa thông thiên thần sơn thật lớn bị chặn ngang cắt đất, thần tiên cổ thành liền xây ở đám mây trên vạn trượng, giống như một pho tượng thái cổ hung thú ngủ đông, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà mênh mông. Thần tiên cổ thành cao vút vào đám mây, chung quanh mây mù lượn lờ, tiên quang vạn đạo, có đại đạo pháp tắc thần bí bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như hành cung thiên đế, lăng tiêu cũng không phải chưa từng thấy qua thành trì hùng vĩ như thần tiên cổ thành nhưng thần tiên cổ thành tản mát ra một loại khí tức đặc biệt đó là một loại dao động cổ xưa trải qua tuế nguyệt tăng thương phẳng phất đã trải qua vô số năm mà bất hủ dấu ấn tuế nguyệt đây là một tòa thành trì cực kỳ cổ xưa so với bất kỳ tòa thành chỉ nào lăng tiêu từng thấy còn cổ xưa hơn thần tiên cổ thành sao trong con người lăng tiêu lộ ra một tia tinh mang nhẹ giọng lẩm bẩm hắn giờ phút này đã thu liễm khí tức trên người, thoạt nhìn như là một vị tiên nhân bình thường, một chút cũng không thu hút. Mà phệ thiên thử dĩ nhiên cũng là thay hình đổi dạng, biến thành một cái mặt khắc bào lão giả, mặt mũi đều là nếp nhăn, dùng nhan giả nua, đi theo lăng tiêu phía sau, giống như là một cái lão người hầu bình thường. Vốn lăng tiêu định che giấu khí tức cho phệ thiên thử, nhưng thật không ngờ người này lại có thuật biến hóa xuất thần nhập hóa như vậy. Chẳng những dung mạo biến hóa, ngay cả khí tức cũng trở nên không giống với lúc trước vệ thiên thử cũng sợ thạch gia tìm hắn gây phiền toái vô cùng chột dạ cho nên trực tiếp thay hình đổi dạng như vậy cũng tốt luôn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái chúng ta vào thành đi lăng tiêu thản nhiên cười nói thả người hướng thần tiên cổ thành lướt đi trong thần tiên cổ thành có hai đại gia tộc phân biệt là giải gia và thạch gia bọn họ có giải thạch thuật cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn hảo giải khai thần tiên thạch cho nên bọn họ lũng đoạn sinh ý giải thạch trong phạm vi mấy chục đạo châu này trong thần tiên cổ thành có thạch phường lớn nhỏ thạch các hơn một ngàn nhà nhưng mỗi một nhà đều có định mức của giải gia và thạch gia cũng đều có giải thạch sư của hai đại giải thạch thế gia tọa chấn giải gia khiêm tốn một chút thạch gia lại bá đạo rất nhiều bất quá thực lực hai nhà này đều là vô cùng cường đại sâu không lường được dựa vào việc làm ăn giải thạch bọn họ phát hiện vô số trí bảo thượng cổ trong thần tiên thạch thu được rất nhiều tài nguyên cường đại khiến cho hai đại gia tộc này mơ hồ có dấu hiệu đuổi kịp và vượt qua chín đại tiên môn thần tiên cổ thành cũng là trung tâm của mấy chục đạo châu trong phạm vi này mỗi ngày đều có rất nhiều đại nhân vật tiên giới sẽ lựa chọn đến thần tiên cổ thành đổ thạch chủ nhân khối thần ngọc tiên thai ta bán cho thạch gia bọn họ đã biết có quan hệ với huyền thiên tiên quân chỉ sợ không nhất định sẽ lấy ra đấu giá chúng ta lần này đến đây rất có thể sẽ tay không mà về vệ thiên thử đi theo lăng tiêu vào trong thần tiên cổ thành đồng thời giới thiệu với lăng tiêu tình huống thần tiên cổ thành tay không mà về sao vậy chưa chắc lăng tiêu khẽ cười nói xuyên qua cổng thành cao hơn trăm trượng của thần tiên cổ thành đồng thời lại đi qua kết giới tiên trận hộ thành của thần tiên cổ thành bọn họ rốt cục tiến vào bên trong thành trì vừa tiến vào thần tiên cổ thành bên trong lăng tiêu thậm chí có một loại giống như là tiến vào phàm trần thế trong thành trì trước mắt là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ở hai bên đường phố rộng lớn bay đầy đủ các loại thần tiên thạch chủ quán cùng người bán hàng rong đang ra sức thét to Thiên Nguyên Sơn Thần Tiên Thạch đã từng khai ra cực phẩm tiên dược, hiện tại bán phá giá, chỉ cần 10 viên tiên tinh là có thể đổi một khối thần tiên thạch. Mau đến xem A, à, Long Hổ Mỏ Quạng Thần Tiên Thạch nhất định có thể khai ra tiên thiết thần kim, 30 viên tiên tinh một khối. Trùng Dương Tiên Tôn tự tay thu thập thần Ngọc Tiên Thai, chỉ một khối này, mau đến xem A, à, chỉ cần 1.000 viên tiên tinh. Giải khai một nửa thần tiên thạch, đã lộ ra bảo dược hương thơm, chỉ cần 200 viên tiên tinh rồi. Lăng tiêu có thể nhìn thấy, những chủ sạp và người bán hàng rong xung quanh, tu vi cũng không tính là cao, phần lớn chỉ là tu vi tiên nhân và đại tiên. Thậm chí còn có người tu tiên chưa thành tiên, trên sạp bày đầy các loại thần tiên thạch hình thù kỳ quái, lượn lờ tiên quang, thoạt nhìn có chút kỳ dị, chỉ là khó phân biệt thật giả chủ nhân toàn bộ thần tiên cổ thành ngoại trừ chỗ sâu có hai tòa quần thể cung điện khổng lồ theo thứ tự là địa bàn của giải gia và thạch gia nhiều nhất chính là thạch phường tử lâu và khách sạn những tiểu bán hàng rong thần tiên thạch này đều là một ít phẩm chất kém phần lớn là lấy ra hãm hại lừa gạt những người không hiểu nghề kia ngài nếu là cảm thấy hứng thú ta biết có mấy nhà phường bảo thạch không tệ chúng ta có thể đi xem thấy lăng tiêu dường như cảm thấy hứng thú với mấy quán nhỏ vệ thiên thử vội vàng ngân cần nói sức hấp dẫn của thần tiên thạch chính là ở chỗ không ai biết trong đó rốt cuộc có cái gì chỉ có giải thạch mới có thể nhìn ra trong đó có bảo vật hay không cho nên có một đao thiên đường một đao địa ngục thuyết pháp tiên giới những đại nhân vật kia nhất là một ít tuổi trẻ thiên kiêu vương giả đối với cái này đều là cảm thấy hết sức hứng thú không tiếc vung tiền như rác đến thần tiên cổ thành đổ thạch đương nhiên có người từ trong thần tiên thạch cắt ra bảo bối chấn động toàn thành nhưng càng nhiều vẫn là bồi thường vốn liếng không có về dựa vào việc làm ăn của thần tiên thạch phát đạt giải ra và thạch ra kiếm được đầy bồn đầy bát không sao ta xem trước một chút lăng tiêu trong con người tinh quang chợt lóe cất bước đi về phía một cái hàng vỉa hè sau đó cầm lấy một khối thần tiên thạch chủ quán là một lão giả để dâu dê con ngươi lục lọi loạn, loạn chuyển thoạt nhìn tặc hề hề thấy khách hàng tới cửa nhất thời hai mắt tỏa sáng răng vàng há hốc mồm cười nói quý khách hảo nhãn lực đây chính là mỏ cũ của táng thần uyên táng thần uyên ngươi biết không đây chính là nơi thạch gia làm giàu thạch gia đào ra thần tiên thạch từ táng thần uyên giải ra thượng cổ đế kinh và cực đạo đế binh đặt nội tình của thạch gia khối thần tiên thạch này nếu ngươi coi trọng lão phu sẽ nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích chỉ thu ngươi một ngàn một vạn viên tiên tinh táng thần uyên chính là cấm địa trong đó mặc dù có thần tiên thạch nhưng năm đó thạch gia lấy được một ít thần tiên thạch đều là cửu tử nhất sinh chỉ bằng tu vi tiên nhân của ngươi cũng dám đi táng thần uyên đào mỏ Lăng tiêu không nói gì, vệ thiên thử nhất thời nhịn không được, cười lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, táng thần uyên mặc dù là cấm địa, lão phu tu vi quả thật không mạnh, nhưng lão phu ở bên ngoài nhặt mấy khối thần tiên thạch cũng có thể chứ. Lão giả dâu dê cũng không tức giận, cười hắc hắc nói. Lăng tiêu không để ý tới hắn, tay cầm thần tiên thạch, hơi nhắm hai mắt lại. Vừa rồi, thần tộc ấn trong lăng tiêu nguyên thần rung động một chút, mà ngọn nguồn, chính là khối thần tiên thạch này. Khối thần tiên thạch này thoạt nhìn đen thui, tản ra tiên quang trong suốt mặt trên có vết nứt thoạt nhìn hết sức bình thường cũng không có chỗ đặc thù gì nhưng có thể làm cho thần tộc ấn rung động lăng tiêu trong lòng vẫn là vô cùng coi trọng thần tộc ấn là hắn từ hỗn độn cổ địa bên trong lấy được trong truyền thuyết ẩn chứa thần tộc khí vận chỉ là khi lăng tiêu rời đi hỗn độn cổ địa về sau thần tộc ấn liền hoàn toàn yên lặng đi xuống thời điểm lăng tiêu nắm khối thần tiên thạch kia Thần tộc ấn rung động càng thêm mãnh liệt, vài phần phảng phất bên trong khối thần tiên thạch này có thứ gì đó khiến thần tộc ấn thập phần khát vọng. Ong, Lăng Tiêu khẽ nhắm hai mắt mở ra, kỳ dị quang mang bắn ra, chúa tể chi lực quanh quẩn ở hai mắt của hắn phía trên, để cho hắn trong nháy mắt liền nhìn thấu này một khối thần tiên thạch. Bên trong thần tiên thạch có một mảnh gốm sứ vỡ nát, tản ra khí tức dao động tương tự thần tộc ấn. Nguồn gốc chính là mảnh gốm sứ này sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động hắn lại đi chạm vào những thần tiên thạch khác trên hàng vỉa hè, phát hiện những thần tiên thạch khác cũng không làm cho thần tộc ấn sinh ra cảm ứng, chỉ có khối thần tiên thạch có mảnh gốm sứ này làm cho thần tộc ấn sinh ra rung động. Ta muốn khối thần tiên thạch này, 500 viên tiên tinh. Lăng tiêu nhìn lão giả dâu dê, thản nhiên nói. Đây chính là táng thần uyên lão quáng, thu ngươi một vạn khỏa tiên tinh, đều xem như rất tiện nghi. Như vậy đi, lão phù hôm nay cùng ngươi hữu duyên, cho ngươi giảm giá, 5.000 khỏa tiên tinh bán cho ngươi lão giả dâu dê mỉm cười nói, năm trăm viên tiên tinh, lăng tiêu thản nhiên nói, táng thần uyên lão quáng a, lão phu cửu tử nhất sinh mới mang về, lão phu coi như sợ ngươi rồi. lão giả dâu dê lại nhảy nói, năm trăm viên tiên tinh, lão giả dâu dê nước miếng tung bay, vừa nói tới giá cả, lập tức trở nên vô cùng khôn khéo. bất quá cuối cùng chứng kiến lăng tiêu như trước Chỉ nguyện ý ra năm trăm viên tiên tinh, dê dâu lão giả đành phải vẻ mặt đau thì đáp ứng xuống năm trăm viên tiên tinh liền mua được táng thần uyền lão quáng thần tiên thạch người là kiếm lớn mà lão phu ta nhưng là lỗ lớn. lão giả dâu dê lẩm bẩm nói có chút không tình nguyện đưa thần tiên thạch cho lăng tiêu. liền này một viên phá thần tiên thạch ta xem một viên tiên tinh ngươi đều kiếm lớn, còn ngại năm trăm viên tiên tinh ít. vệ thiên thử có chút tức giận nói hắn thật sự không có nhìn ra lăng tiêu lựa chọn kia một khối thần tiên thạch có cái gì đặc biệt địa phương về phần táng thần uyên thần tiên thạch kia càng là lời nói vô căn cứ hắn căn bản không tin lão trượng gọi là gì lăng tiêu cho lão giả dâu dê 500 viên tiên tinh sau đó đem thần tiên thạch thu vào trong túi đối với hắn khẽ mỉm cười nói lão giả dâu dê này tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tu vi tiên nhân cảnh nhưng bản năng lăng tiêu cảm giác được hắn không đơn giản có thể đạt được loại thần tiên thạch kỳ dị này có lẽ thật sự là từ táng thần uyên đạt được cũng không nhất định lăng tiêu từ phệ thiên thử nơi đó biết được táng thần uyên chính là tiên giới một chỗ cấm địa trong truyền thuyết mai táng vô số thượng cổ thần ma càng là dựng dục vô số thần tiên thạch tuy rằng nguy cơ trùng trùng nhưng trong đó thần tiên thạch phẩm chất cực cao giống như là thạch gia đã từng từ táng thần uyên bên trong lấy được chân quý thần tiên thạch từ trong đó giải ra thượng cổ đế kinh cùng cực đạo đế binh oanh động toàn bộ tiên giới cũng đặt thạch ra nội tình, khiến cho vô số người đi tới táng thần uyên bên trong khai thác thần tiên thạch. cho nên táng thần uyên bên trong thần tiên thạch cũng thành cực phẩm thần tiên thạch đại danh từ. chỉ là táng thần uyên bên trong nguy cơ trùng trùng, người bình thường rất khó từ táng thần uyên bên trong khai thác được thần tiên thạch, ngược lại là tử thương thảm trọng. trên thị trường táng thần uyên thần tiên thạch phần lớn là giả mạo ta thấy tiểu tử ngươi không tệ dâng tặng ngươi một tin tức nếu là muốn giải thạch tốt nhất đi tìm người giải thạch của giải gia không nên tìm người giải thạch của thạch gia thạch gia bá đạo quen rồi nếu là bên trong thật sự có thứ gì tốt chưa chắc sẽ không làm ra chuyện ép mua ép bán lão giả dâu dê mỉm cười nói còn cần ngươi nói vệ thiên thử trợn mắt nói thần hư chân nhân này nói nhảm cả thần tiên cổ thành ai mà không biết thạch gia bá đạo đa tạ lão trượng lăng tiêu gật gật đầu nói hắn quả thật muốn tìm giải thạch sư cởi bỏ thần tiên thạch trong tay, cái kia một khối gốm sứ phiến có thể để thần tộc ấn sinh ra cảm ứng đến, để lăng tiêu trong lòng vô cùng coi trọng. Hai bên đường phố, thiết lập giải thạch các, lăng tiêu cùng phệ thiên thử không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn giải thạch các của giải gia. Việc làm ăn bên trong giải thạch các vô cùng phát đạt, từng giải thạch sư cầm thần tiên thạch trong tay, đang cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ vỏ đá, xung quanh có rất nhiều người đang quan sát, quá trình giải thạch cũng là quá trình kích thích nhất, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu sợ hãi hoặc là tiếng thổn thức. Bất quá phí giải thạch cũng không thấp, thần tiên thạch bình thường, ít nhất cũng phải một viên tiên tinh, về phần thần tiên thạch phẩm chất cao, thậm chí là thần ngọc tiên thai, phí giải thạch đều có thể đạt tới mấy trăm viên thậm chí là hơn vạn viên tiên tinh. Giải thạch là một môn kỹ thuật sống, liên quan đến thần tiên thạch bên trong ẩn chứa hỗn loạn thiên địa đại đạo, chỉ có giải ra cùng thạch ra mới có thể hoàn chỉnh vô khuyết giải thạch. Phệ thiên thử khẽ thở dài một tiếng, có chút hâm mộ nói. Không chỉ phệ thiên thử, có ai không đỏ mắt giải ra và thạch ra. Nhưng giải thạch thuật của giải gia và thạch gia còn được gọi là giải thạch thiên kinh, chỉ có tộc của giải gia và thạch gia mới có thể tu luyện, chỉ có giải thạch bọn họ mới có thể không tổn thương bảo vật trong thần tiên thạch. Thần tiên thạch vô cùng kỳ lạ, bề ngoài thạch bì do thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức đan sen, còn ân chứa hỗn loạn đại đạo pháp tắc, nếu là cưỡng ép giải thạch, hậu quả chỉ có thể là bảo vật trong thần tiên thạch hoàn toàn bị tổn hại, giải thạch sư của giải gia huyết mạch trong cơ thể có chút đặc thù ánh mắt lăng tiêu hơi lóe ra hắn nhìn một vị giải thạch sư giải thạch ra tay giống như nước chảy mây trôi da đá không ngừng hóa thành bột rơi xuống giống như đầu bếp giải trâu theo hoa văn của thần tiên thạch vô cùng xảo diệu phá vỡ da đá của thần tiên thạch đôi tay kia trong suốt long lanh giống như ngọc thạch hết lần này tới lần khác lại vô cùng linh hoạt ẩn chứa khí tức thần bí dao động là khí tức của thiên tiên bí thuật và thiên thần bí thuật chẳng lẽ bọn họ giải thạch chính là dựa vào hai đại bản nguyên bí thuật sao bất quá lại có chút bất đồng tinh quang trong con người lăng tiêu lóe lên hắn từ trên người giải thạch sư của giải gia rõ ràng nhận ra khí tức của hai đại bí thuật này giải gia cùng thạch gia đều có giải thạch thiên kinh nhưng lại có khác biệt rất nhỏ bất quá giải thạch thiên kinh của bọn họ chỉ có tộc nhân hai tộc mới có thể tu luyện người ngoài căn bản không thể học được giải thạch thuật cuối cùng giải ra giải thạch sư hoàn toàn mở ra thần tiên thạch nhưng trong đó lại rỗng toách bảo vật gì cũng không có đưa tới một mảnh thổn thức thanh âm a à, làm sao có thể cái gì cũng không có khối thần tiên thạch này tốn của ta một vạn viên tiên tinh a à. một trung niên mập mạp mặc cẩm y trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết trên mặt tràn đầy thần sắc đau thịt giải thạch một trăm viên tiên tinh giải thạch sư của giải gia nhàn nhạt, nhạt nói mập mạp mặc cẩm y tuy rằng thập phần uể oải nhưng cũng không dám dựa vào giải thạch phí của giải gia chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra một trăm viên tiên tinh sau đó xám xịt rời đi còn có ai muốn giải thạch không giải thạch sư của giải gia sau khi thu tiên tinh nhàn nhạt, nhạt hỏi ta muốn giải thạch lăng tiêu đi ra lấy viên thần tiên thạch trong ngực ra bình tĩnh nói Viên thần tiên thạch này phẩm chất thấp kém, mặt trên có rất nhiều vết nứt, loại vết nứt này lại bị trở thành tán linh văn, coi như là trong đó có bảo vật, nhưng cũng đã không đáng một đồng, người xác định muốn giải thạch. Giải thạch sư của Giải Gia nhìn thoáng qua thần tiên thạch trong tay Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói: "Đúng vậy." Lăng Tiêu gật gật đầu nói: "Tốt. Giải thạch mười viên tiên tinh." Giải thạch sư thản nhiên nói, sau đó tiếp nhận thần tiên thạch trong tay Lăng Tiêu, bắt đầu giải thạch. Tông hai tay của hắn trong suốt như ngọc, vô cùng linh hoạt, tràn ngập tiên quang thần bí, nhẹ nhàng vuốt ve thần tiên thạch, giống như là trên bàn tay mọc ra đao phong, thần tiên thạch hơi run rẩy, sau đó ra đá bắt đầu chóc ra. Trong con ngươi lăng tiêu lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, hắn mơ hồ nhận thấy được huyết mạch trong cơ thể thạch sư, thế nhưng tản mát ra một loại khí tức tương tự thần tộc ấn. Đây chính là nguyên nhân bọn họ có thể giải thạch sao? Hoặc là nói, bọn họ là thần tộc, trong lòng lăng tiêu khẽ động trong con người lộ ra một tia sắc bén răng rắc rất nhanh thần tiên thạch trong tay giải thạch sư vỏ đá hoàn toàn chóc ra có tiên quang dịu dàng tràn ngập ra tản mát ra một loại khí tức dao động cổ xưa giải ra bảo vật rồi có người kinh hô một tiếng nói lập tức ánh mắt mọi người đều là nhìn qua rơi vào hiểu rõ thạch sư trong tay thần tiên thạch bên trên thần tiên thạch từ chính dựa gãy ra một khối màu đen gốm sứ phiến xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người mảnh gốm sứ màu đen thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng lại tản ra một loại khí tức thần đạo cổ xưa, mờ mịt tối nguyệt tăng thương. Một mảnh gốm sứ, xem ra khối thần tiên thạch này đã bị phế rồi. Có người thở dài một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Tất cả mọi người không có phát hiện mảnh gốm sứ có cái gì đặc biệt, cho nên đều cho rằng viên thần tiên thạch này là giải phế. Đây là giải thạch sư của giải gia, thần sắc vốn đạm mạc vô cùng, nhưng vừa nhìn thấy mảnh gốm sứ bên trong thần tiên thạch nhất thời cả người chấn động trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ lại có thể làm cho thần tộc ấn sinh ra cảm ứng khối này gốm sứ phiến không đơn giản a à. lăng tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ đưa tay hướng mảnh gốm sứ chụp tới muốn cẩn thận nghiên cứu một chút về phần có phải giống người khác nói cắt phế hay không lăng tiêu cũng không thèm để ý chậm đã miếng gốm sứ này bản thiếu ra muốn rồi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm ngạo nghễ vang lên vèo. Đồng thời, có một đạo phá không tiếng vang lên, một khối thần tiên thạch tốc độ cực nhanh, hướng lăng tiêu bàn tay nện tới. Nếu là hắn cố ý muốn lấy mảnh gốm sứ, liền nhất định sẽ bị khối thần tiên thạch kia đập trúng. Có thể thấy được ném ra thần tiên thạch người nọ, chính là không muốn cho lăng tiêu lấy đi gốm sứ phiến. Hành vi vô lễ như thế, làm cho ánh mắt lăng tiêu không khỏi phát lạnh. Bùm! Lăng tiêu không có bất kỳ né tránh nào, vẫn là hướng mảnh gốm sứ trục tới, khối thần tiên thạch kia khi tiếp xúc với cánh tay lăng tiêu, trong nháy mắt một mảnh lôi đình màu tím nở rộ ra, trực tiếp đem khối thần tiên thạch kia đánh thành bột mịn. Mà mảnh gốm sứ cũng bị lăng tiêu nắm ở trong lòng bàn tay, là tam thiếu gia thạch tộc, thạch thiên anh. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kính sợ. Đám người xa xa tự động tản ra. Một người trẻ tuổi mặc hoa phục màu tím cất bước mà đến, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ở bên cạnh hắn, còn có một nữ tử mặc váy dài màu xanh, thoạt nhìn dịu dàng thanh nhã giống như hoa bách hợp, tản ra một loại khí tức vô cùng tinh khiết, nhất là đôi mắt kia, không có chút tỉ vết, sáng ngời mà rực rỡ. Thạch Thiên Anh dĩ nhiên coi trọng mảnh gốm sứ kia, chẳng lẽ mảnh gốm sứ kia là bảo vật gì sao? Tiểu tử này lại không để mặt Thạch Thiên Anh, hắn phiền toái lớn rồi. Không sai, mặt mũi của Thạch gia Tam thiếu gia ai dám không cho? Cho dù là giải ra, cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Bất quá vị tiên tử bên cạnh Thạch Thiên Anh kia là ai, quá đẹp. Không rõ lắm, nhưng khí chất cao quý như thế, nhất định là người của đại gia tộc Đại Tông Môn. Trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu vừa rồi đối với lời nói của Thạch Thiên Anh mắt điếc tai ngơ, thế nhưng trực tiếp oanh nát thần tiên Thạch Thạch Thiên Anh ném tới, không quan tâm lấy đi mảnh gốm sứ, chính là không cho Thạch Thiên Anh mặt mũi. Tiểu tử, ta nói rồi, khôi gốm sứ này bản thiếu ra muốn. Người chẳng lẽ là người điếc sao? Thạch Thiên Anh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, một đôi mắt tam giác giống như rắn độc, lóe ra hàn quang, thanh âm lãnh liệt vô cùng, giống như đang quát lớn. Khối này gốm sứ phiến, là ta thần tiên thạch cắt ra vật, cùng ngươi có quan hệ gì? Về phần ta có phải hay không người điếc, mọi người hẳn là đều thấy được. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi nói. Lăng Tiêu vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người là có chút hai mặt nhìn nhau, giống như là đang nhìn người chết bình thường nhìn Lăng Tiêu toàn bộ thần tiên cổ thành ai dám cùng thạch thiên anh nói chuyện như vậy lăng tiêu thoạt nhìn tu vi không cao nhưng là to gan lớn mật như thế không đem thạch tam thiếu ra để vào mắt quả thực chính là sống không kiên nhẫn mà giờ phút này tuy rằng nơi này là giải thạch các của giải gia nhưng giải gia cũng không có một vị người có phân lượng nào ở đây cho nên vô luận là giải thạch sư hay là trưởng quỹ mỗi người đều im lặng không nói thạch thiên anh trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang có sát ý tràn ngập mà ra hắn nhìn chằm chằm lăng tiêu nói tiểu tử nguyên bản thiếu gia còn dự định ra tiên tinh mua khối này gốm sứ phiến nhưng thật không ngờ ngươi vậy mà như thế không biết sống chết thạch thiên anh thật sự phẫn nộ nhất là lăng tiêu kia lạnh nhạt mà bình tĩnh thần sắc không có chút e ngại loại ánh mắt này càng giống là trên chín tầng trời hùng ưng tại nhìn xuống con kiến hôi để thạch thiên anh trong lòng thập phần khó chịu cảm giác được lớn lao khiêu khích giải ra và thạch gia ở trong thần tiên cổ thành chính là thổ hoàng đế cho dù là người của chín đại tiên môn tới đây cũng phải kính trọng bọn họ ba phần lúc nào lại có người dám khiêu khích thạch tam thiếu ra hắn phía sau thạch thiên anh có hai vị lão giả khí tức sâu không lường được tất cả đều là tu vi tiên tôn cảnh một đám thần sắc lạnh lùng vô cùng khí tức quanh thân đem lăng tiêu tập trung lại giống như chỉ chờ thạch thiên anh ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ ra tay bắt lăng tiêu chủ nhân người có chút xúc động thạch thiên anh kiêu ngạo ưng ngạnh đã quen một khối gốm sứ mảnh mà thôi cho hắn cũng không có gì nếu là ở chỗ này nháo lên chịu thiệt vẫn là chúng ta vệ thiên thử không ngừng kêu khổ, âm thầm truyền âm cho lăng tiêu, tràn ngập lo lắng. Nơi này chính là thần tiên cổ thành, nếu là đắc tội thạch ra, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ ngay cả trốn cũng trốn không thoát, đến lúc đó hộ thành đại trận một quan, bọn họ chính là ba ba trong hũ. Vệ thiên thử mặc dù biết lăng tiêu thực lực cường đại, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể cùng thạch ra chống lại. Thạch ra người chính là như thế kiêu ngạo ương ngạnh sao? Cưỡng mua cưỡng bán không được, còn muốn ở đây giết người sao? Lăng tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên lạnh như băng. Bao nhiêu năm rồi, Lăng Tiêu đã rất ít gặp có loại này ngốc khuyết, thật không ngờ tại này tiên giới bên trong, lại gặp người như vậy. Dựa vào gia thế hoành hành bá đạo ăn chơi chắc táng, Lăng Tiêu xem ra cũng bất quá là tiện tay có thể diệt con kiến hôi mà thôi. Tuy rằng hắn không muốn gây chuyện, nhưng nếu sự tình thật sự đến, hắn cũng không sợ. Vị công tử này, là thiên anh mạo phạm, ta ở đây vì hắn bồi thường cho ngươi, bất quá khôi gốm xứ kia, có thể bán cho ta hay không? nữ tử bên cạnh thạch thiên anh kia con người xinh đẹp lóe lên mở miệng nói chuyện thần sắc của nàng rất bình thản tuy rằng trong miệng nói xin lỗi nhưng không có chút nào xin lỗi y tứ thanh âm mờ mịt mà trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất không có bất kỳ cảm tình dao động bình tĩnh nhìn lăng tiêu tiểu tử này mời rượu không thích uống rượu phạt người muốn gốm sứ phiến ta trực tiếp làm thịt tiểu tử này là được thạch thiên anh có chút bất mãn nói bất quá bị thanh y nữ tử nhìn thoáng qua Thạch Thiên Anh nhất thời rụt đầu, không nói lời nào, nhưng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt vẫn là tràn ngập vẻ uy hiếp. Vị này chẳng lẽ chính là Thạch gia nhị tiểu thư, Thạch Thanh Di? Có người ánh mắt lóe lên, như là nghĩ tới cái gì, không khỏi thấp giọng kinh hô. Thạch Thanh Di, chính là Thanh Di tiên tử từ nhỏ đã bái nhập vào Diêu Quang Tiên môn. T, vị này chính là tuyệt thế thiên kiêu của Diêu Quang Tiên môn, nàng lại từ trong Diêu Quang Tiên môn trở về tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh như là nghĩ tới cái gì trong ánh mắt tràn đầy về khiếp sợ thạch gia có ba đại thiên kiêu thạch vô kỵ thạch thanh di và thạch thiên anh thạch vô kỵ bây giờ đã là thạch gia thiếu tộc trưởng ở trong toàn bộ tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu vương giả được vô số người ngưỡng mộ tồn tại hòa giải ra giải vô song cũng xưng là thần tiên cổ thành tuyệt đại song kiêu thạch thanh di tuy rằng còn rất nhỏ đã bái nhập vào trong diêu quang tiên môn nhưng diêu quang tiên môn là một trong chín đại tiên môn thạch thanh di là đệ tử thiên kiêu của diêu quang tiên môn càng được xưng là thanh di tiên tử đứng hàng một trong cử tiên đồ đối với thạch vô kỵ cùng thạch thanh di mà nói thạch thiên anh thiên phú liền hơi kém một chút nhưng hôm nay thạch thiên anh đồng dạng đã tu luyện tới tiên vương tri cảnh thạch ra một môn ba anh nhưng giải ra chỉ có một vị giải vô song tự nhiên thạch ra hiện giờ thấy cường thịnh mơ hồ có dấu hiệu lấn át giải ra thạch thanh di lần này trở về thần tiên cổ thành chỉ sợ là vì vạn năm một lần giải thạch đại điển đi có người nhỏ giọng suy đoán giải thạch đại điển quyết định quyền khống chế thần tiên cổ thành hiện giờ thần tiên cổ thành tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về giải gia cùng thạch gia nhưng trên thực tế hộ thành đại trận nắm giữ ở trong tay thạch gia dẫn đến danh tiếng của thạch gia vô cùng cường thịnh lúc này đây giải thạch đại điển thạch gia càng là trí tại nhất định phải có muốn cướp lấy tiếp theo một vạn năm nắm quyền khống chế thạch thanh di hẳn là trở về trợ trận có người lên tiếng giải thích, mọi người đối với Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh, càng phát ra kính sợ, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng chấn động thần sắc. Thần tiên cổ thành lại muốn tiến vào thời buổi rối loạn. Thật ngại quá, mảnh gốm sứ này tôi muốn giữ lại, không bán. Lăng tiêu thản nhiên nói, một trăm vạn viên tiên tinh. Nếu là ngươi đồng ý, ta có thể ra một trăm vạn viên tiên tinh mua khối gốm sứ kia. Thạch Thanh Di bình tĩnh nói, một trăm vạn viên tiên tinh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ đại thủ bút a một trăm vạn viên tiên tinh thậm chí cũng đủ để đi mua những kia chân quý thần ngọc tiên thai lăng tiêu mua viên thần tiên thạch này chỉ tốn năm trăm viên tiên tinh qua tay chính là lợi nhuận gấp hai ngàn lần để cho mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng hâm mộ cùng ghen tị thần sắc ngay cả phệ thiên thử cũng sợ ngây người lão tử là phệ thiên thử sao không phát hiện ra viên thần tiên thạch này quý giá như vậy trong ánh mắt phệ thiên thử cũng tràn ngập thần sắc khó tin hắn được xưng là tầm bảo thử, đối với thần tiên thạch càng là có vượt quá thường nhân cảm giác lực, nhưng hắn lúc này đây phát hiện mình vậy mà nhìn lâm rồi. Chủ nhân, 100 vạn viên tiên tinh, chúng ta có thể đi mua thần ngọc tiên thai. Nếu khô gốm sứ kia không có tác dụng gì, liền bán đi. Miễn cho đắc tội thạch ra. Vệ thiên thử nhỏ giọng truyền âm cho lăng tiêu nói. Không bán. Lăng tiêu không để ý tới vệ thiên thử, bình tĩnh nói với thạch thanh di. 500 vạn khỏa tiên tinh, Thạch Thanh Di nhíu mày, lại hô lên một cái giá cao. Xì, si. mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ rất muốn biết, khối gốm xứ kia rốt cuộc là bảo bối gì, vậy mà giá trị 500 vạn viên tiên tinh. Nhất là lúc trước mấy cái kia nói gốm sứ phiến là phế phẩm người, đều là cảm giác được mặt bốp bốp rung động, nóng bỏng. Đừng nói là 500 vạn viên tiên tinh, cho dù là 5.000 vạn viên tiên tinh, ta cũng không bán. Lăng tiêu thản nhiên cười nói, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên quyết. Vị công tử này, tin tưởng ta, Khối kia gốm sứ phiến đặt ở trong tay của ngươi, một chút tác dụng đều không có. Ta vẫn là hy vọng ngươi đem gốm sứ phiến bán cho ta, như vậy ngươi còn có thể thu hoạch thạch ra hữu nghị, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thần sắc Thạch Thanh Di cũng hơi có chút lạnh lên. Sự kiên nhẫn của cô sắp bị mài sạch, cô cũng thật không ngờ lăng tiêu lại mời rượu không thích uống rượu phạt như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho cô. Nhưng mảnh gốm sứ kia vô cùng trọng yếu, nhất định phải thừa dịp giải ra không có phát hiện trước, lấy xuống. Thạch Thanh Di là một người vô cùng cao ngạo, tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt dịu dàng, nhưng trên thực tế toàn bộ người trong tiên giới có thể lọt vào mắt nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải nơi này là giải thạch các của giải gia, nàng căn bản sẽ không ra giá nhiều lần. Rất đáng tiếc, thạch gia hữu nghị đối với ta không có tác dụng gì, mà ta con người cũng là không thích nhất bị người uy hiếp, khối này gốm sứ phiến, ta nói không bán liền không bán." Lăng Tiêu lạnh lùng nói, xoay người muốn rời khỏi giải thạch các của giải gia tiểu tử hôm nay không để lại mảnh gốm xứ ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi ngươi đã rượu mời không thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách bản thiếu ra ta không khách khí ánh mắt thạch thiên anh phát lạnh lộ ra một tia dữ tợn vèo vèo hai vị tiên tôn lão giả phía sau hắn đều là thân hình chật lóe khí tức tiên đạo quanh thân tràn ngập một đám ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt lăng tiêu phong bế đường lui của lăng tiêu lúc này đây ngay cả thạch thanh di cũng trầm mặc cũng không có ngăn cản vì mảnh gốm sứ, cho dù là động cường cũng sẽ không tiếc. Như thế nào? Thạch gia thật sự định ép mua ép bán sao?" Lăng Tiêu thản nhiên nói, khóe miệng có một tia trào phúng. Trong con người của hắn phỏng phất có tia chớp màu tím tràn ngập, làm cho cả người hắn tản ra một loại khí tức uy nghiêm mà cổ xưa. Vệ Thiên thử có chút run sợ, trong lòng không ngừng kêu khổ, nếu thật sự động thủ với Thạch gia, vậy thì phiền toái lớn rồi, đến lúc đó hắn cùng Lăng Tiêu thân phận nếu là bại lộ, vậy thì càng đừng nghĩ đào tẩu chỉ có thể bị thạch gia đương làm ba ba trong hũ trực tiếp bắt trở về trong thần tiên cổ thành thạch gia có cường giả tiên quân tọa chấn hơn nữa còn không chỉ có một tôn động thủ trong giải thạch các của giải gia ta thạch gia người đúng là kiêu ngạo trước sau như một nhưng vào lúc này một đạo thanh âm thanh thúy của nữ tử vang lên giải vô song sau khi nghe được thanh âm kia sắc mặt thạch thanh di hơi đổi ánh mắt nhìn thẳng một thân ảnh xa xa đám người chậm rãi tách ra một đạo thân ảnh tư thế oai hùng hiên ngang đi tới đó là một nữ tử mặc giáp trụ giáp mềm bó sát người phác họa dáng người hoàn mỹ không tì vết của nàng dáng người cao gầy vô cùng toàn thân đều tản ra một loại anh khí khó có thể hình dung khuôn mặt của nàng tuyệt mỹ vô cùng da thịt trắng như ngọc đó là một loại khí chất quyến rũ cùng anh khí kết hợp nhất là một đôi lông mày giống như thần kiếm làm cho sự dịu dàng của nàng tăng thêm vài phần nhuệ khí đây là một cái anh khí bức người nữ tử thập phần đặc biệt phảng phất là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao vừa xuất hiện ở giải thạch các bên trong lập tức liền trở thành mọi người tiêu điểm coi như là thạch thanh di ở trước mặt nữ tử này đều có chút ảm đạm thất sắc giải ra giải vô song trong lòng mọi người đều hiện ra một cái tên trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ bọn họ đều thật không ngờ một hồi bình thường giải thạch dẫn ra thạch thiên anh cùng thạch thanh di hôm nay càng là dẫn ra hiểu ra tuyệt đại thiên kiêu thần tiên cổ thành hoàn toàn xứng đáng là một trong hai đại vương giả giải vô song mà mọi người phát hiện gây nên chuyện này lăng tiêu giờ phút này lão thần đang đứng ở nơi đó thần sắc bình tĩnh vô cùng phảng phất không có chút nào thấp thỏm cùng e ngại giống như cái kẻ ngốc đồng dạng thật không biết lăng tiêu là người vô tri không sợ hay là có chỗ dựa sau khi nhìn thấy giải vô song ngay cả thạch thanh di lạnh nhạt dịu dàng trong ánh mắt đều lộ ra một tia ghen tị mờ mịt mà thạch thiên anh càng là che giấu trong ánh mắt nóng rực mỗi lần nhìn thấy dáng người nóng này như thế giải vô song thạch thiên anh liền cảm giác được có chút không cách nào khống chế chính mình đây là một nữ tử hoàn mỹ tới cực điểm làm cho tất cả nam tử trong thiên hạ đều cảm giác được tự ti mặc cảm thạch thanh di thạch thiên anh các người chạy đến ta giải ra giải thạch các đến gây sự thật cho rằng ta giải ra dễ khi dễ sao giải vô song đứng ở trước mặt thạch thanh di cùng thạch thiên anh dáng người của nàng cao gầy vô cùng so với thạch thanh di cùng thạch thiên anh còn cao hơn một cái đầu không tự giác liền có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống thanh âm đạm mặc vô cùng giải vô song giải thạch các của giải gia thì sao tiểu tử này nói năng lỗ mãng với ta và tỷ ta chúng ta ra tay giáo huấn hắn thì có gì không ổn người ít ở chỗ này xen vào việc của người khác thạch thiên anh có chút ngoài mạnh trong yếu nói thạch thanh di ngăn cản thạch thiên anh nhìn giải vô song thản nhiên cười nói vô song tỉ tỷ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm chỉ là một giao dịch đơn giản như vậy sao năm trăm vạn viên tiên tinh ngươi thật đúng là đại thủ bút a à. chỉ là năm trăm vạn viên tiên tinh đã muốn mua mảnh vỡ thần đỉnh giải vô song thản nhiên cười nói trong con ngươi có một tia trào phúng mảnh vỡ thần đỉnh đó là cái gì trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc ngay cả lăng tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động Bất quá phệ thiên thử cả người chấn động, như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc khó có thể tin. Chủ nhân, trách không được thạch thanh di cái kia tiểu tiện nhân sẽ tốn 500 vạn khỏa tiên tinh mua gốm sư phiến, nguyên lai like đây dĩ nhiên là thần đình mảnh vỡ. Phệ thiên thử kích động truyền âm cho lăng tiêu. Mảnh vỡ thần đình là cái gì? Chủ nhân, thần đình cũng bị trở thành tạo hóa đỉnh, chính là trí bảo khí vận của thần tộc, Bất Quá Tạo Hóa Đỉnh đã sớm ở thời kỳ thượng cổ liền vỡ thành vô số mảnh, qua nhiều năm như vậy, có một số người chiếm được mảnh vỡ thần đỉnh, có người từ trong đó lĩnh ngộ vô thượng thần thuật, có người từ trong đó cảm ngộ thiên địa đại đạo, có người tu vi đột nhiên tăng mạnh, đúc thành vô thượng đạo cơ. Mảnh vỡ thần đỉnh chính là bảo vật, đại biểu cho cơ duyên vô thượng. Trong truyền thuyết, nếu là có thể tập hợp đủ tất cả thần đỉnh mảnh nhỏ, một lần nữa hình thành Tạo Hóa Đỉnh, đến lúc đó là có thể đạt được thần tộc khí vận gia trì, thậm chí nhất cử chứng đạo thành đế. Trong tiên giới, mỗi một lần xuất hiện mảnh vỡ thần đỉnh đều sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt, người bình thường có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng giải ra cùng thạch gia khẳng định biết. Trách không được thạch thanh di cái kia tiểu tiện nhân nguyện ý ra 500 viên tiên tinh, chủ nhân ngài nói không sai, coi như là 5.000 vạn viên tiên tinh, 500 triệu viên tiên tinh cũng không đủ. Lòng người thạch gia thật đen tối, lại muốn bôi nhọ bảo vật của chủ nhân, đáng chết. Vệ thiên thử truyền âm cho lăng tiêu, vô cùng kích động. Lăng Tiêu trong lòng có chút im lặng, vậy thiên thử người này quả thực chính là cái cỏ đầu tường, chỉ sợ người này đã quên vừa rồi là ai nói đem gốm sứ phiến bán cho Thạch Thanh Di, miễn cho đắc tội Thạch gia. Bất quá trí bảo khí vận của thần tộc Tạo Hóa đỉnh vẫn làm cho Lăng Tiêu không khỏi giật mình, Tạo Hóa đỉnh cùng thần tộc ấn là quan hệ như thế nào? Mảnh vỡ Tạo Hóa đỉnh có thể khiến thần tộc ấn rung động, có thể thấy được hai thứ này có nguồn gốc sâu xa. Giải vô xong, không nên nói cho ta biết, ngươi không muốn mảnh vỡ thần đỉnh, tiểu tử này tu vi thấp kém, cầm mảnh vỡ thần đỉnh, chỉ có thể đưa tới tai họa bất ngờ, ta đây là đang giúp hắn. Ánh mắt Thạch Thanh Di phát lạnh, trong lòng không khỏi trầm xuống, quả nhiên vẫn bị giải vô song phát hiện. Đúng vậy, ta cũng muốn mảnh vỡ thần đỉnh, nhưng giải ra ta làm việc, từ trước đến nay là đường đường chính chính, cũng không ỷ thế hiếp người, cũng tuyệt sẽ không làm ra chuyện cưỡng mua cưỡng bán. Giải vô song thản nhiên nói, tốt lắm. Giải vô song, hy vọng lúc giải thạch đại điển ngươi còn có thể kiên cường như thế. Chúng ta đi sắc mặt thạch thanh di khẽ biến nhìn hiểu vô song lạnh lùng nói không phiền ngươi phí tâm giải vô song thản nhiên nói thạch thanh di mang theo thạch thiên anh rời đi đã có giải vô song ra tay bọn họ là không có khả năng từ lăng tiêu nơi đó lấy được thần đình mảnh vỡ thạch thanh di cùng thạch thiên anh sắc mặt đều không quá đẹp mắt nhất là thạch thiên anh trước khi đi còn hung hăng chừng lăng tiêu một cái trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp bất quá lăng tiêu cũng không để ý tới hắn tất cả mọi người thức thời tàn ra lăng tiêu vốn cũng muốn cùng phệ thiên thử rời khỏi giải thạch cát nhưng lại bị giải vô song gọi lại vị công tử này gọi là gì giải vô song hứng thú nhìn lăng tiêu nói một đôi mắt đẹp lóe ra tràn ngập tò mò tại hạ lôi lăng vô song tiểu thư nếu ngươi muốn nói về mảnh vỡ thần đỉnh thì thôi đi lăng tiêu thản nhiên nói ta biết ngươi sẽ không bán mảnh vỡ thần đỉnh ta tìm ngươi không phải vì mảnh vỡ thần đỉnh giải vô song mỉm cười nói Lời của nàng làm lăng tiêu khóe mắt cũng là nhảy dựng, hắn cũng đã rời đi lôi lăng thường xuyên hoạt động cái kia mấy chục đạo châu, chẳng lẽ ở chỗ này còn có người nhận ra lôi lăng sao? Lăng tiêu trong lòng hiện ra một tia không ổn ý niệm trong đầu, nhưng vẫn là không lộ thanh sắc nói, chuyện gì? Thạch phường của thạch gia, gần đây vừa mới tới một nhóm thần tiên thạch, trong đó nghe nói có mỏ cụ táng thần uyên, thậm chí còn có thần ngọc tiên thai, trong đó khẳng định có không ít bảo vật. Giải vô song mỉm cười nói. Đi thạch phường đổ thạch của thạch gia, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái, vị giải vô song tiểu thư này thật đúng là một người trung tính, đây đâu phải là đi đổ thạch, chỉ sợ là đi gây sự. Vô Song tiểu thư vì sao mời ta? Ta đối với đổ thạch rốt đặt cắn mai." Lăng Tiêu tò mò hỏi, "Ta cảm thấy lôi công tử vận khí nghịch thiên, ngay cả mảnh vỡ thần đỉnh cũng có thể giải ra, có lẽ tại thạch phường thạch gia có thể giải ra càng nhiều bảo vật." Giải Vô Song sóng mắt lưu chuyển, lạnh nhạt cười nói, bất quá ta đối đổ thạch thật đúng là có chút hứng thú nếu vô song tiểu thư mời tại hạ tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt lăng tiêu khẽ mỉm cười nói gật đầu đáp ứng càn nguyên thạch phường thạch phường càn nguyên chính là một trong những thạch phường lớn nhất trong thần tiên cổ thành chủ nhân sau lưng chính là thạch gia nơi này có vô số thần tiên thạch và thần ngọc tiên thai chân quý mỗi ngày đều có rất nhiều khách quý ở chỗ này vung tiền như rác đổ thạch cũng là một hạng mục nóng hồi của phường càn nguyên dù sao thạch gia mặc dù là giải thạch thế gia, đối với thần tiên thạch có hiểu biết rất sâu, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn xác định trong thần tiên thạch đến tột cùng có bảo vật gì hay không. Loại này không biết mới là hấp dẫn người nhất, mỗi ngày đều có người tại càn nguyên thạch phường bên trong đổ thạch hoặc là cắt ra bảo vật, đại kiếm một khoản hoặc là giải ra phế thạch, vốn gốc không có về. Càn nguyên thạch phường bên trong thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai, mỗi một khối đều vô cùng đắt đỏ, có thể nói chân phẩm, dẫn tới vô số người cạnh tranh truy phủng nơi giải vô song mang lăng tiêu tới chính là càn nguyên thạch phường. Càn nguyên thạch phường chính là một tòa to lớn trang viên. Thoạt nhìn thập phần khí phái, thông hướng bên trong con đường hai bên tràn đầy chọc trời cổ thụ, tất cả đều tản ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Thoạt nhìn xanh biếc ướt át, chính là thiên địa linh căn. Trong trang viên, linh khí hội tụ, thụy khí bốc hơi, hào quang rực rỡ nở rộ ra, giống như một mảnh tiên cảnh vô cùng thần bí có rất nhiều thân ảnh cường đại khí tức tiến vào trong thạch phường càn nguyên từng người mặc hoa phục khí độ bất phàm sau khi chọn thần tiên thạch trực tiếp liền lấy ra một số tiền lớn tiên tinh mua lại sau đó giao cho giải thạch sư của thạch gia đến giải thạch thỉnh thoảng có tiếng kinh hô hoặc tiếng tiếc hận vang lên giải thạch là thời khắc kích thích nhất tác động đến nhịp tim mỗi người là giải vô song tiểu thư của giải gia nàng tại sao lại đến càn nguyên thạch phường không phải nói giải gia bất hòa với thạch gia sao nàng không phải là tới tìm phiền toái chứ có người nhận ra thân phận của vô song, nhỏ giọng kinh hô. Giải vô song tư thế oai hùng hiên ngang, có một loại mỹ cảm khác, nhất là dáng người hoàn mỹ vô khuyết kia, tràn ngập sức bật cùng dã tính, tựa như trung tâm thiên địa, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là tiêu điểm của mọi người. Nàng quá xuất chúng, cho nên sau khi nàng tiến vào cản nguyên thạch phường, liền gây ra một trận oanh động. Mau đi thông chi tam thiếu ra, giải vô song đến rồi. Nàng lần này đến cản nguyên thạch phường ta, chỉ sợ là lai ra bất thiện một lão giả khuôn mặt quắc thước tinh quang lóe lên nhỏ giọng phân phó với thị nữ bên cạnh sau đó xoay người tươi cười nghênh đón giải vô song vô song tiểu thư gió gì thổi ngài tới đây ngài chịu đến chúng ta càn nguyên thạch phường càn nguyên thạch phường trên dưới đều là vẻ vang của kẻ hèn này a à. lão giả vẻ mặt tươi cười nói yên tâm đi ta lần này không phải tới tìm việc ngươi có thể coi ta là khách hàng bình thường ta chính là tới đổ thạch giải vô song lạnh nhạt cười nói vị này là thạch đức toàn càn nguyên thạch phường đại trưởng quỹ cũng là thạch gia trưởng lão người này là cái mặt cười hổ hơn nữa ánh mắt rất độc giải thạch thuật trình độ xuất thần nhập hóa bị hắn nhìn chúng thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai tám chín phần mười đều có thể giải ra bảo vật đến giải vô song truyền âm cho lăng tiêu giới thiệu một chút thân phận lão giả này giải thạch thuật xuất thần nhập hóa sao lăng tiêu ánh mắt lóe lên vị này thạch đức tất cả chính là một vị tiên tôn cường giả tu vi cường đại vô cùng dù sao muốn trở thành càn nguyên thạch phường đại trưởng quỹ, nhất định phải có đầy đủ thực lực uy hiếp mọi người, phòng ngừa có người đến đây gây sự. Bất quá lăng tiêu cũng rất tò mò giải thạch thuật trong miệng vô song, có thể bằng vào giải thạch thuật, điều tra ra trong thần tiên thạch có bảo vật hay không, có thể thấy được vị thạch trưởng quỹ này bất phàm. Về phần lăng tiêu bằng vào chúa tể chi nhãn thấy rõ thần tiên thạch, kia căn bản không thể xem như giải thạch thuật, chỉ có thể nói là gian lận. Không thành vấn đề, Càn nguyên thạch phường bên trong tất cả thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai, chỉ cần vô song tiểu thư coi trọng, lão phu làm chủ cho vô song tiểu thư giảm giá 9%. Thạch Đức Toàn cười giải nói, vậy thì đa tạ thạch trưởng quỹ, thạch trưởng quỹ cứ tự nhiên, ta tùy tiện xem một chút. Giải vô song từ chối cho ý kiến nói, sau đó cùng lăng tiêu đi vào sâu trong thạch phường thần tiên thạch bên ngoài này tuy rằng thoạt nhìn tạo hình kỳ lạ tiên quang lợn lờ khí tức bất phàm nhưng đều là một ít hàng rẻ tiền phần lớn giữa một vạn viên tiên tinh giải vô song căn bản trứng mắt nàng coi trọng vẫn là càn nguyên thạch phường bên trong những chân phẩm kia nhìn bóng lưng giải vô song lăng tiêu cùng phệ thiên thử nụ cười trên mặt thạch đức toàn chậm rãi thu liễm trong con người lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ đổ thạch sao đây cũng là một cơ hội thạch đức toàn nhẹ giọng lẩm bẩm sau đó xoay người rời đi càn nguyên thạch phường có thiên địa nhân ba loại cấp bậc thần tiên thạch nhân cấp thần tiên thạch phần lớn tại một vạn viên tiên tinh trở xuống địa cấp thần tiên thạch tại một vạn viên tiên tinh đến một trăm vạn viên tiên tinh ở giữa mà chân quý nhất thiên cấp thần tiên thạch bao gồm thần ngọc tiên thai giá cả đều tại một trăm vạn viên tiên tinh trở lên phần lớn là thạch gia tinh chọn lựa cẩn thận chọn ra thần tiên thạch cơ hồ có thể xác định nhất định có thể cắt ra bảo vật đến Giải vô song vừa đi vào chỗ sâu, vừa giới thiệu với Lăng Tiêu, ba loại thần tiên thạch cấp bậc cũng chia làm ba loại biệt viện Thiên, Địa, Nhân để cất giữ, thần tiên thạch nhân cấp và thần tiên thạch địa cấp, tuy nhiên là đổ thạch nhiều nhất, mà thần tiên thạch thiên cấp rất ít mở ra, chỉ mở ra cho một ít khách quý, bởi vì giá cả quá cao, cho nên rất ít người sẽ đi vào trong biệt viện chữ Thiên. Trong biệt viện chữ Nhân, thần tiên thạch nhân cấp ước chừng có 10 vạn khối, hơn nữa chỉ cần có người mua, sẽ có thần tiên thạch mới bổ sung vẫn duy trì số lượng 10 vạn khối thần tiên thạch. Về phần địa tự biệt viện, địa cấp thần tiên thạch cũng chỉ có 2.000 khối. Lăng tiêu đi theo giải vô song, đi vào trong biệt viện địa tự. Giải ra bảo vật, dĩ nhiên là một thanh cực phẩm tiên kiếm. Có tiếng kinh hô từ trong địa tự biệt viện truyền ra. Giải vô song cùng lăng tiêu đều là phát hiện, vừa vặn có người mua một viên thần tiên thạch, giờ phút này thần tiên thạch bị cởi bỏ một thanh tiên kiếm hào quang rực rỡ trôi nổi ở trong hư không, kiếm khí bốc lên, sắc bén vô cùng, tản ra khí tức ba động cổ xưa mà thần bí. Bảo tồn nhiều năm như vậy, lại còn có uy năng như thế, có thể thấy được thanh tiên kiếm này bất phàm. Hai vạn viên thần tiên thạch lại có thể giải ra một thanh cực phẩm tiên kiếm. Thanh cực phẩm tiên kiếm này ít nhất cũng phải giá trị một trăm vạn viên tiên tinh chứ. Có người tán thưởng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này, chủ nhân của khối thần tiên thạch kia, một thiếu niên mặc hắc bào, thoạt nhìn cũng có chút kích động, thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắc vân công tử, thanh tiên kiếm này bán cho ta đi, ta ra một trăm vạn viên tiên tinh. Có người khẩn cấp nói, một trăm vạn viên tiên tinh muốn mua thanh tiên kiếm này. Ta ra một trăm năm mươi vạn viên tiên tinh, hai trăm vạn viên tiên tinh. Thanh tiên kiếm cắt ra trong thần tiên thạch kia, rất nhanh đã bị mọi người đẩy tới một cái giá rất cao. Người của cổ thần giáo, ánh mắt lăng tiêu chật lóe, rơi vào trên người thiếu niên áo đen kia. Hắn phát hiện thiếu niên áo đen kia, dĩ nhiên là người của cổ thần giáo, người của cổ thần giáo làm sao lại xuất hiện trong thần tiên cổ thành. Trong lòng lăng tiêu hiện ra một ý niệm không ổn, chẳng lẽ là vân khê thánh nữ đi tới thần tiên cổ thành. Hắc vân công tử trong miệng mọi người, lăng tiêu từ trong trí nhớ của lôi lăng, cũng không có phát hiện qua tin tức của người này, bất quá lăng tiêu mơ hồ cảm thấy, hắc vân công tử này không đơn giản. Hắn hẳn là sẽ không nhận ra ta chứ, trong lòng lăng tiêu hiện ra một ý niệm nếu là bị nhận ra mình là lôi lăng vậy tóm lại là có chút phiền toái nhất là hiện tại lăng tiêu không xác định trong cổ thần giáo có cường giả khác ở chỗ này hay không vô song tiểu thư đến rồi có người kinh hô một tiếng nói lập tức lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người hiểu vô song giải vô song ở trong thần tiên cổ thành chính là tồn tại như công chúa cho dù là ở toàn bộ tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy cho nên không chỉ là người của thần tiên cổ thành rất nhiều cường giả thiên kiêu từ bên ngoài đến sau khi nhìn thấy giải vô song ánh mắt đều không khỏi sáng lên chư vị thanh lưu quang tiên kiếm này ta không bán hắc vân công tử thu thanh tiên kiếm lại sau đó bước nhanh về phía giải vô song vô song tiên tử thanh lưu quang tiên kiếm này chính là bảo vật ta vừa mới giải ra bởi vì cái gọi là bảo kiếm phối mỹ nữ thanh lưu quang tiên kiếm này ta muốn tặng cho tiên tử ngài hắc vân công tử cười dài nói hắn thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi, dung mạo tuấn tú, da thịt như ngọc, tiêu sái bất phàm, giờ phút này đem lưu quang tiên kiếm đưa cho hiểu vô song, ánh mắt sáng ngời mà sáng chói. Thanh lưu quang tiên kiếm này quá chân quý, Hắc Vân Công Tử vẫn là chính mình thu đi. Ta lần này đến, cũng là dự định tại càn nguyên thạch phường bên trong đổ thạch, vô công bất thụ lộc, này lưu quang tiên kiếm ta không thể thu. Giải vô song cười nhạt nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, cũng không nhận lấy lưu quang tiên kiếm. Hắc vân công tử thần sắc chỉ trệ, hắn cũng thật không ngờ giải vô song dễ dàng cự tuyệt như thế bất quá thần sắc của hắn rất nhanh liền khôi phục như thường đã như vậy lưu quang tiên kiếm tạm thời để ở chỗ ta đi bất quá vô song tiểu thư muốn đổ thạch có lẽ ta có thể làm thay thần tiên thạch trong điện tự biệt viện ta có thể nói là rõ như lòng bàn tay nhất định có thể cho vô song tiểu thư chọn lựa một khối thần tiên thạch vật siêu giá trị hắc vân công tử mỉm cười nói có vẻ phong độ nhẹ nhàng Hắn đối với giải vô song tự nhiên là thập phần ái mộ, nhất là sau khi biết được thân phận của vô song, lại càng lấy lòng giải vô song trong thần tiên cổ thành. Chỉ tiếc, giải vô song đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. "Không cần, Hắc Vân công tử cứ tự nhiên, ta tùy tiện xem trước rồi nói sau." Giải vô song từ chối cho ý kiến nói, thần sắc lãnh đạm vô cùng. Tin rằng với trình độ giải thạch thuật của vô song tiểu thư, nhất định có thể chọn lựa ra một khối thần tiên thạch chân quý hắc vân công tử mỉm cười nói ánh mắt rơi vào trên người lăng tiêu ánh mắt của hắn thập phần độc ác nhìn ra lăng tiêu hòa giải vô song hai người sóng vai mà đứng thoạt nhìn tựa như một đôi thần tiên quyến lữ làm cho trong lòng hắc vân công tử vô cùng ghen tị mà lăng tiêu tuy rằng thoạt nhìn tu vi không cao nhưng là khí độ bất phàm có thể làm cho giải vô song đối đãi như thế chỉ sợ cũng không phải người bình thường đây là một bằng hữu của ta hắc vân công tử nếu là vô sự ta đây xin cáo từ trước giải vô song nhím mày nói nàng từ đáy lòng không thích Hắc Vân công tử này, nhưng nàng lại mơ hồ biết thân phận của Hắc Vân công tử, không phải giải ra bọn họ có thể đắc tội, cho nên vẫn là thái độ kính nhi viễn chi. Nhưng nàng thật không ngờ, Hắc Vân công tử giống như là kẹo da trâu, chỉ cần nhìn thấy nàng, sẽ vẫn quấn quanh bên cạnh hắn. Cái này chữ địa biệt viện bên trong thần tiên thạch giá trị so xỉ, không phải người bình thường có thể mua nổi, người nếu là coi trọng cái gì thần tiên thạch, ta có thể tặng cho ngươi. Hắc Vân công tử đánh giá Lăng Tiêu một phen, mỉm cười nói: đa tạ hảo ý không cần ta lúc này đây chỉ là tới cùng vô song tiểu thư kiến thức một chút thôi lăng tiêu thản nhiên cười nói cái này hắc vân công tử quả nhiên không có nhận ra hắn như vậy lăng tiêu trong lòng cũng là yên tâm một ít bất quá hắn cũng rất tò mò cái này hắc vân công tử thân phận có thể làm cho giải vô song đối đãi như thế hơn nữa mọi người chung quanh đối với hắc vân công tử đều là vô cùng cung kính chỉ sợ hắc vân công tử ở cổ thần giáo bên trong cũng là địa vị phi phàm nhưng lăng tiêu xác định trong trí nhớ lôi lăng không có bất kỳ tin tức nào về hắc vân công tử hắc vân công tử này rốt cuộc là lai lịch gì lăng tiêu một bên suy tư trong lòng một bên hòa giải vô song cùng đi xem xét những thần tiên thạch trong điện tự biệt viện bùm thần tiên thạch trong biệt viện chữ địa thoạt nhìn tạo hình kỳ lạ tiên quang lợn lờ từng cái bay ra các loại bộ dáng thần bí thậm chí còn có đại đạo thần âm tràn ngập mà ra vừa nhìn chính là vật bất phàm nơi này thần tiên thạch giá cả đắt đỏ cơ hồ mỗi một khối thần tiên thạch giá cả đều tại mấy vạn viên tiên tinh, thậm chí là mấy chục vạn viên tiên tinh. Giải vô song thoạt nhìn thập phần tùy ý, nhưng lăng tiêu lại có thể phát hiện trong con người giải vô song có từng tia sáng kỳ dị. Hơn nữa trong lòng bàn tay phun ra tiên quang, thời điểm nhẹ nhàng phát qua những thần tiên thạch kia, thần tiên thạch đều sẽ có một chút biến hóa yếu ớt. Đây là giải thạch thuật của giải gia. Giải vô song đang thông qua giải thạch thuật để điều tra những thần tiên thạch kia, địa tự biệt viện bên trong thần tiên thạch bán đắt như vậy chỉ sợ trong đó hẳn là có không ít bảo vật đi trong lòng lăng tiêu khẽ động nhất thời trong con ngươi quang mang kỳ dị lóe ra hắn trực tiếp thúc giục chúa tể chi lực hai tròng mắt tràn ngập thần quang chậm rãi nhìn về phía những thần tiên thạch kia thần tiên thạch bì đan sen thần đạo cùng tiên đạo khí tức cũng ẩn chứa hỗn loạn đại đạo bổn nguyên lực lượng, nguyên bản có thể ngăn cản hết thảy giò xét, nhưng là ở lăng tiêu chúa tể chi trước mắt, cũng là không chỗ che giấu, thần tiên thạch bên trong tràng cảnh, rõ ràng bị lăng tiêu cảm giác được. Quả nhiên có không ít bảo vật. Lăng tiêu trong lòng khẽ động, hắn phát hiện những thần tiên thạch bên trong, có ẩn chứa tiên dược, có thai ngén tiên tinh, còn có chính là cường đại tiên khí. Không hổ là thạch gia lớn nhất thập phường, càn nguyên thạch phường địa tự biệt viện bên trong, này mấy ngàn khỏa thần tiên thạch, lăng tiêu xác thực phát hiện không ít bảo vật, bất quá lăng tiêu cũng phát hiện, trong đó đại bộ phận thần tiên thạch tuy rằng thoạt nhìn tiên quang rực rỡ, khí thế bất phàm, nhưng trong đó lại là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Dù sao, có thể giải ra bảo vật vẫn là số ít. Gì? Đó là cái gì? Lăng tiêu bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hắn thấy được xa xa có một viên thần tiên thạch đen thui, thoạt nhìn rất không thấy được, nhưng là trong đó lại có một viên hạt trâu màu tím, lóe ra tia chớp kỳ dị, phẳng phất ẩn chứa cường đại lôi đạo khí tức viên châu kia để lăng tiêu đều là không khỏi trong lòng khẽ động phảng phất cùng thiên phạt bí thuật cùng với lôi đế kinh có loại nào đó kỳ dị liên hệ lăng tiêu lúc này liền hướng khối thần tiên thạch kia đi đến chuẩn bị hiện đem khối thần tiên thạch kia mua lại năm vạn viên tiên tinh lăng tiêu nhìn chúng khối thần tiên thạch này giá cả cũng không tính là đắt chỉ là thoạt nhìn không bắt mắt xa không có những thần tiên thạch khác rực rỡ lóa mắt lăng tiêu đem năm vạn viên tiên tinh đưa cho thạch ra quản sự đem khối thần tiên thạch kia mua xuống mà giờ phút này giải vô song cũng là chọn lựa ba khối thần tiên thạch ba khối thần tiên thạch kia thoạt nhìn đều là có chút bất phàm lưu động sáng trói tiên quang thụy khí bốc lên vừa nhìn cũng không phải là phẩm phẩm hơn nữa ba khối thần tiên thạch kia giá cả cũng là cực cao cộng lại đạt tới trăm vạn viên tiên tinh lôi huynh ngươi mua một khối thần tiên thạch sao giải vô song có chút kinh ngạc hỏi ta cảm thấy khối thần tiên thạch này hẳn là có thể cắt ra bảo vật vậy là đủ rồi lăng tiêu khẽ cười nói thần tiên thạch trong địa tự biệt viện này đều bị hắn nhìn một lần mặc dù có chút bảo vật chân quý nhưng cũng không có bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ có khối thần tiên thạch này trong mắt hắn mới là chân quý nhất vị huynh đệ này người khối thần tiên thạch này thoạt nhìn rất bình thường hơn nữa phía trên có rất nhiều thật nhỏ vết nứt bên trong mơ hồ có tử quang vết nứt đó là tử quang vết nứt sản xuất ở đông lâm đạo châu tử quang sơn tử quang sơn thần tiên thạch rất khó cắt ra bảo vật gì đến chẳng lẽ huynh đệ là trong túi ngượng ngùng huynh đệ ngươi nếu là bằng hữu của vô song tiểu thư đó chính là bằng hữu của ta thần tiên thạch trong biệt viện chữ địa này huynh đệ cứ việc chọn lựa đều tính là của ta hắc vân công tử giờ phút này cũng tiến lên mỉm cười với lăng tiêu hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng tiêu chọn lựa thần tiên thạch xuất phát từ đông lâm đạo châu tử quang sơn biểu hiện ra vô cùng độc ác ánh mắt rất hiển nhiên đối với thần tiên thạch cũng là có hiểu biết rất sâu sắc lôi huynh hắc vân công tử nói không sai ngươi khối thần tiên thạch này hẳn là tử quang sơn ra tử quang sơn chính là một chỗ cổ xưa phế mỏ rất khó giải ra bảo vật đến nếu không ngươi đổi một khối giải vô song cũng mở miệng nhắc nhở không cần chỉ một khối này thôi lăng tiêu thản nhiên cười nói thấy lăng tiêu kiên trì như thế giải vô song cũng không có khuyên nữa Hắc Vân Công Tử cũng lắc đầu, cuối cùng hắn cũng là chọn chúng một khối thần tiên thạch, giá trị 90 vạn viên tiên tinh, chính là khối lớn nhất trong địa tự biệt viện, cao chừng hơn một trượng, thoạt nhìn mơ hồ giống như là một pho tượng hình người, tản ra tiên quang rực rỡ. Khối thần tiên thạch này cũng là khối đắt nhất. Nhìn bộ dáng vung tiền như rác của Hắc Vân Công Tử, rất hiển nhiên căn bản không có đem 90 vạn viên tiên tinh để vào mắt, Lăng Tiêu cũng rất tò mò lai lịch của Hắc Vân Công Tử, dù sao, lôi lăng lúc trước ở cổ thần giáo bên trong, đối với cổ thần giáo một ít cao tầng cùng nhân vật trọng yếu đều là vô cùng quen thuộc, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua Hắc Vân Công Tử tên. Hắc Vân Công Tử lại mua khối phi tiên thạch kia. 90 vạn viên tiên tinh A, à, nếu là giải phế, vậy có thể đập trong tay. Có người tán thường một tiếng nói, chật chật lấy làm kỳ lạ, Nghe nói phi tiên thạch trải qua thạch gia trưởng lão tự mình xem xét qua, trong đó có sinh cơ truyền gia, tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng là cực kỳ chân quý, thiếu chút nữa liền có thể trở thành thần ngọc tiên thai. Không sai, phi tiên thạch vô cùng chân quý, thạch gia cũng là không chắc chắn, cho nên mới đặt ở địa tự biệt viện bên trong. Phi tiên thạch kỳ thật hẳn là đặt ở thiên tự biệt viện mới tương đối thích hợp, 90 vạn viên tiên tinh quả thật không đắt. Thần tiên thạch bên trong nếu là có thể giải ra vật sống đến, vậy tuyệt đối sẽ kích nổ toàn trường, lấy Hắc Vân công tử khí vận, chỉ sợ hẳn là có thể cắt ra bảo vật đi. Hắc Vân công tử lấy 90 vạn viên tiên tinh mua phi tiên thạch, khiến cho mọi người trong địa tự biệt viện chú ý, có thể tới địa tự biệt viện bên trong người, không phú thì quý, từng cái đều là giá trị con người xa xỉ, bọn hắn cũng đều là đã từng xem qua phi tiên thạch, chỉ là cũng không nắm chắc, cho nên cũng không có người đụng vào phi tiên thạch. Bất quá mọi người đối với phi tiên thạch cũng đều rất tò mò, tò mò trong phi tiên thạch đến tột cùng có thể cắt ra loại bảo vật nào. Phi tiên thạch sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, chúa tể chi lực tràn ngập trong hai mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấu bên trong phi tiên thạch. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái, phi tiên thạch này quả thật không tầm thường. "Giải thạch đi." Giải Vô Song thản nhiên nói. Tuy rằng giải thạch thuật của nàng cực cao, nhưng trong trường hợp này hiển nhiên nàng cũng không thể tự mình giải thạch, tự nhiên giao cho giải thạch sư của thạch gia. "Vô Song tiểu thư, không bằng trước giải ta phi tiên thạch như thế nào?" Nhìn ra được tất cả mọi người đối với phi tiên thạch thập phần hiếu kỳ, ta cũng muốn biết khối này phi tiên thạch bên trong đến cùng có cái gì." Hắc Vân công tử mỉm cười nói, "Khí tức bên trong khối phi tiên thạch này, không sống không chết, hết sức cổ quái, ta cũng từng xem xét qua, nhưng lại không quyết định được chủ ý." Ánh mắt giải vô song rơi vào phi tiên thạch, chậm rãi nói ra, "Ta tin tưởng ánh mắt của ta, khối phi tiên thạch này nhất định có thể giải ra bảo vật." Hắc Vân công tử kiên trì nói, "Đã như vậy, vậy giải phi tiên thạch đi." Giải vô song gật gật đầu nói, nàng cũng hết sức tò mò đối với phi tiên thạch. Chủ nhân, cái này Hắc Vân Công Tử thoạt nhìn thật đáng ghét, nếu là để cho hắn phi tiên thạch bên trong giải ra bảo vật, đến lúc đó lại muốn ở vô song tiểu thư trước mặt đại náo động. Vệ thiên thử có chút tức giận bất bình nói. Phi tiên thạch có thể giải ra bảo vật cũng là vận khí của hắn, có nổi bật hay không không quan trọng, ngươi đã quên chúng ta là tới làm gì. Lăng tiêu bật cười nói. Chủ nhân, không nói đến chúng ta phải chăng thật sự có thể giải ra bảo vật chân chính đến, Thạch gia Càn Nguyên Thạch phường này, tuy rằng thần tiên thạch bên trong giải ra bảo vật xác suất rất cao, nhưng giải phế cũng không ít." Vệ Thiên thử có chút chột dạ nói, "Những thần tiên thạch này ngươi cũng đi xem, xem có thể hay không tìm ra một ít bảo vật đến, ta nhưng tất cả đều trông cậy vào ngươi." Lăng Tiêu cười dài nói. Bị Lăng Tiêu ánh mắt vừa nhìn, Vệ Thiên thử càng chột dạ, vội vàng ho khan một tiếng cười nói, "Chủ nhân đây là nói nơi nào?" ta mặc dù là tầm bảo thử, nhưng là nhìn không thấu thần tiên thạch ra, bất quá ta thử xem đi, tranh thủ nhiều chọn một ít có thể giải ra bảo vật thần tiên thạch, không cho chủ nhân quá thiệt thòi. Lăng tiêu từ chối cho ý kiến cười, ánh mắt rơi về phía xa xa. Giải thạch sư của thạch gia đã bắt đầu giải thạch. Phi tiên thạch chính là chấn viện chi bảo trong địa tự biệt viện, giá trị 90 vạn viên tiên tinh, thoạt nhìn tạo hình kỳ lạ, cổ xưa mà thần bí, lượn lờ tiên quang rực rỡ, thậm chí còn có yếu ớt đại đạo thần âm tràn ngập mà ra cực kỳ bất phàm. Thạch gia giải thạch sư, hai tay nở rộ ra hào quang rực rỡ, trở nên sắc bén vô cùng, lượn lờ phù văn thần bí, bắt đầu giải thạch. Thần tiên thạch tuy rằng vô cùng cứng rắn, nhưng hai trưởng của giải thạch sư giống như đao phong, không ngừng cắt ra ra đá, tách ra hoa văn của thần tiên thạch, phá vỡ khí tức thần đạo và tiên đạo, vô cùng xảo diệu, bảo đảm không tổn hại bảo vật bên trong thần tiên thạch. Theo thạch bì rơi xuống, Ánh mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, mặc dù còn không có nhìn ra bảo vật, nhưng mọi người lại cực kỳ kiên nhẫn. Toàn bộ địa tự biệt viện bên trong, chỉ còn lại có hiểu rõ thạch sư giải thạch thanh âm, rõ ràng có thể nghe thấy. Bùm, đột nhiên, hai tay giải thạch sư khẽ run lên, nhất thời có tiên quang rực rỡ từ trong thần tiên thạch phun ra. Giải ra bảo vật rồi, có người kinh hô một tiếng nói. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phi tiên thạch. Bên trong phi tiên thạch để lộ ra quang mang màu trắng ngà, thoạt nhìn giống như ngọc thạch trong suốt long lanh, trắng như tuyết không tỉ vết. Trong phút chốc, một cỗ hương thơm nồng đậm tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, cảm giác được cả người thư sướng, tư chi bách hài đều có dòng nước ấm bắt đầu khởi động, thoải mái nói không nên lời. Đây là, đây là, sinh mệnh nguyên thạch trong truyền thuyết. Có người cả người run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động khó có thể tin. Cái gì? Sinh mệnh nguyên thạch, Tất cả mọi người là cả người chấn động, bốn chữ này phảng phất có ma lực nào đó, để cho hô hấp của bọn họ đều là trở nên vô cùng dồn dập lên. Sinh mệnh nguyên thạch sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, "Chủ nhân, sinh mệnh nguyên thạch chính là một loại cực kỳ chân quý thiên địa chí bảo, cũng là cực đạo chí bảo, chẳng những có thể lấy ra luyện chế cực đạo đế binh, trong đó càng là ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh đại đạo bản nguyên, có thể tăng lên cường giả sinh mệnh bản nguyên, càng có cơ hội từ trong đó tìm hiểu sinh mệnh bản nguyên đại đạo." vệ thiên thử cũng vô cùng kích động truyền âm cho lăng tiêu nói giá trị của sinh mệnh nguyên thạch như thế nào lăng tiêu hỏi sinh mệnh nguyên thạch cực kỳ chân quý một cân sinh mệnh nguyên thạch giá trị hơn ngàn vạn viên tiên tinh hơn nữa còn là có giá không tha vệ thiên thử hít một hơi khí lạnh nói mấy chục cân sinh mệnh nguyên thạch đó chính là mấy ức viên tiên tinh chín mươi vạn mua thần tiên thạch hồi báo cuối cùng là mấy trăm ngàn lần coi như là hắc vân công tử tài đại khí thô nhưng giờ phút này trên mặt cũng là đã lộ ra vẻ ửng hồng đáng tiếc. Ánh mắt giải vô song lóe lên, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, phi tiên thạch cũng là triệt để bị cởi bỏ, trong đó là một khối sinh mệnh nguyên thạch to bằng đầu người, thoạt nhìn trong suốt long lanh, rực rỡ trói mắt, giống như bạch ngọc bình thường không tì vết. Nhưng mọi người lại đột nhiên phát hiện, sinh mệnh nguyên thạch bên trong, có một cái kỳ dị côn trùng, thoạt nhìn như là dế mèn, lại như là kiến, toàn thân đen kịt như mực, lưng sinh ra hai cánh, thoạt nhìn mỏng như cánh ve, trông rất sống động, nhưng lại có một tia tử khí từ trong cơ thể con côn trùng kia tản mát ra con côn trùng đó đã chết sinh mệnh nguyên thạch chân chính bản nguyên sinh mệnh nội liễm không có khả năng tiết lộ bất kỳ khí tức sinh mệnh nào nhưng cổ bản nguyên sinh mệnh vừa rồi chỉ sợ chính là một tia khí tức sinh mệnh cuối cùng của sinh mệnh nguyên thạch ta đoán chỉ sợ là con côn trùng này tiến vào bên trong sinh mệnh nguyên thạch cắn bút một lượng lớn sinh mệnh nguyên thạch cuối cùng dẫn đến sinh mệnh nguyên thạch bên trong sinh mệnh bản nguyên tiêu hao không còn mà con côn trùng kia chẳng biết tại sao lại chết ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong thật sự là đáng tiếc nếu như là sinh mệnh nguyên thạch hoàn chỉnh quả thật cực kỳ chân quý giải vô song mở miệng giải thích thì ra bản nguyên sinh mệnh trong khối sinh mệnh nguyên thạch này đã hoàn toàn tiết lộ nếu là khối phi tiên thạch này bên trong thật sự giải ra hoàn chỉnh sinh mệnh nguyên thạch mấy chục cân sinh mệnh nguyên thạch chỉ sợ liền tiên quân đều sẽ bị kinh động thậm chí vung tay mà hiện tại một khối phế đi sinh mệnh nguyên thạch lại không có giá trị gì sắc mặt hắc vân công tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi bởi vì cái gọi là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục hắc vân công tử vừa mới trải qua từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác mấy trăm triệu viên tiên tinh không cánh mà bay cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu tâm đều sắp nát không sao không sao hắc vân công tử miễn cưỡng cười nói chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn so với khóc còn khó chịu hơn coi như là tánh mạng bổn nguyên tiết lộ tánh mạng nguyên thạch này cũng rất chân quý đi còn có tánh mạng nguyên thạch bên trong con côn trùng kia chẳng lẽ là hồng hoang dị trùng sao có người nghi hoặc hỏi sinh mệnh nguyên thạch đã không có sinh mệnh bản nguyên chính là một khối đẹp mắt tảng đá có lẽ có thể giá trị mấy chục viên tiên tinh đi về phần con côn trùng kia, đã chết không biết bao nhiêu năm, coi như là hồng hoang dị trùng lại có ích lợi gì. Thạch gia giải thạch sư lúc này cũng lắc đầu nói. Mà ở phút này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Hắc Vân Công Tử, tràn ngập đồng tình. Nếu là sinh mệnh nguyên thạch hoàn chỉnh, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ thần tiên cổ thành vanh động mà Hắc Vân Công Tử cũng sẽ nhận được một số tiền lớn tài phú. Mà hiện tại, hết thảy đều không cánh mà bay. Hắc Vân Công Tử còn bồi thường 90 vạn viên tiên tinh. Thật là kích thích có người nhịn không được nói tục một câu. Một khắc trước còn tưởng rằng là một kiện trí bảo xuất thế, nhưng sau một khắc lại phát hiện, phi tiên thạch vậy mà giải phế. Giờ phút này, ngay cả thạch gia giải thạch sư đều là rất may mắn, cũng may có hắc vân công tử cái này coi tiền như rác mua phi tiên thạch. Tiếp tục giải thạch đi. Giải vô song thản nhiên nói. Nàng nhìn thấy bộ dáng vô cùng khó chịu của Hắc Vân Công Tử, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục giải thạch, hy vọng có thể rời đi lực chú ý của mọi người. Giải vô song chọn lựa ba khối thần tiên thạch, bị thạch ra giải thạch sư đặt ở trên thạch đài bắt đầu giải thạch ba khối thần tiên thạch kia cũng không lớn chỉ to bằng chậu rửa mặt thoạt nhìn tạo hình kỳ lạ lượn lờ tiên quang giống như núi giả rất nhanh khối thần tiên thạch đầu tiên được cởi ra ô lại cũng là một kiện cực phẩm tiên khí hơn nữa còn là tiên khí phòng ngự có người kinh hô một tiếng nói lực chú ý bị trong hư không một khối hình tròn tiểu thuẫn hấp dẫn cái kia một khối hình tròn tiểu thuẫn tản ra sáng chói tiên quang giống như mai rùa bình thường thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, cũng không có bị cái gì tổn thương, chính là một kiện vô khuyết tiên khí. Hơn nữa còn là thượng cổ tiên khí. Cực phẩm tiên khí đã rất khó có được, chứ đừng nói chi là phòng ngự tiên khí, khối này hình tròn tiểu thuẫn, ít nhất cũng có thể bán mấy trăm vạn khỏa tiên tinh. Tiếp tục, giải vô song thần sắc bình tĩnh, yêu cầu tiếp tục giải thạch. Giống như một kiện tiên khí phòng ngự cực phẩm, cũng không bị nàng nhìn vào mắt. Rất nhanh, hai khối thần tiên thạch khác cũng được cởi ra, lúc này đây liền không có vận khí tốt như vậy mặt khác hai khối thần tiên thạch một khối trong đó hoàn toàn bị giải phế trong đó cái gì cũng không có mà một khối thần tiên thạch bên trong lại là có một đoàn kỳ dị tam sắc hỏa diễm đoàn hỏa diễm ba màu kia tản ra tiên quang rực rỡ thoạt nhìn cổ xưa vô cùng trôi nổi ở trong hư không nhất thời làm cho nhiệt độ bốn phía cũng bắt đầu tăng lên không sai không sai cái này tam sắc tiên liên hỏa nếu là tiến hóa đến cực hạn thậm chí có thể tiến hóa thành cửu sắc tiên liên hỏa phần thiên diệt địa, không gì không làm được. Có người kinh ngạc nói, nhận ra lai lịch của ngọn lửa ba màu kia. Cửu sắc tiên liên hỏa, chính là một trong mười đại tiên hỏa của tiên giới. Nhưng cửu sắc tiên liên hỏa cũng không phải trời sinh, hình thái cơ bản nhất là tam sắc tiên liên hỏa, có thể không ngừng thôn phệ thiên địa kỳ hỏa, dùng hợp thiên tài địa bảo, cuối cùng tiến hóa thành hình thái trung cực cửu sắc tiên liên hỏa. Bất quá tam sắc tiên liên hỏa trùng cũng là cực kỳ khó có được, đối với những luyện đàn sư, luyện khí sư, cùng với tu luyện hỏa diễm đại đạo cường giả mà nói, có lực hấp dẫn rất mạnh. Cho nên, tam sắc tiên liên hỏa trùng cực kỳ chân quý, ít nhất giá trị mấy trăm vạn viên tiên tinh. Như vậy tính ra, giải vô song bỏ ra một trăm vạn viên tiên tinh mua được ba khỏa thần tiên thạch, giải ra một kiện cực phẩm phòng ngự tiên khí cùng với tam sắc tiên liên hỏa trùng, giá trị đã đạt tới hơn ngàn vạn viên tiên tinh. Vô song tiểu thư, cực phẩm phòng ngự tiên khí, ta ra 300 vạn viên tiên tinh. Ta ra 500 vạn khỏa tiên tinh. Tam sắc tiên liên hỏa chủng ta muốn, 500 vạn khỏa tiên tinh có bán hay không? Vô song tiểu thư, tam sắc tiên liên hỏa chủng vẫn là bán cho ta đi. Nhìn thấy giải vô song giải ra hai kiện bảo vật này, mọi người cũng đều vô cùng hưng phấn, vô luận là cực phẩm phòng ngự tiên khí, hay là tam sắc tiên liên hỏa chủng, đều là thứ tốt, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người tranh đoạt. Giải Vô Song cũng không có để ý tới mọi người đấu giá, mà là ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, khẽ mỉm cười nói, "Lôi huynh, ngươi thần tiên thạch nếu không cởi ra nhìn xem." Tuy rằng Giải Vô Song cảm thấy Lăng Tiêu mua thần tiên thạch là Tử Quang Sơn lão quáng, rất khó giải ra bảo vật đến, nhưng là nghĩ đến lúc trước Lăng Tiêu đã giải ra thần đỉnh mảnh nhỏ, Giải Vô Song trong lòng liền sinh ra nào đó chờ mong. Có lẽ, khối thần tiên thạch Tử Quang Sơn này cũng có thể giải ra bảo vật vô song tiên tử tử vân sơn thần tiên thạch có thể giải ra vật gì đến ngay cả ta phi tiên thạch đều phế đi hắn thần tiên thạch cũng nhất định là phế thạch không thể nghi ngờ không có cái gì nhìn cần thiết hắc vân công tử đột nhiên cười lạnh một tiếng nói hắn lúc trước tuy rằng một mực ngụy trang nhưng trong lòng đối với lăng tiêu vẫn có địch ý mà hiện tại bởi vì phi tiên thạch giải phế tâm tính của hắn đã mất cân bằng lại thấy giải vô song quan tâm lăng tiêu như thế đố kỵ trong lòng hắn trong nháy mắt liền bốc lên rốt cục rỡ xuống ngụy trang trực tiếp biểu lộ ra địch ý đối với lăng tiêu nghe được hắc vân công tử trói tai như thế thanh âm lăng tiêu khẽ cau mày nhưng vẫn là không có để ý tới hắn trực tiếp đối với thạch ra giải thạch sư nói giải thạch đi hắc vân công tử ngươi nếu là muốn đi thiên tự biệt viện vậy xin cứ tự nhiên lôi huynh nếu lựa chọn khối thần tiên thạch này vậy thì có đạo lý của hắn ngươi cần gì phải khinh miệt như thế giải vô song cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắc vân công tử một cái nói từ Quang Sơn thần tiên thạch cho tới bây giờ đều không có giải ra qua bảo vật, ta chẳng qua là đang trần thuật một cái sự thật mà thôi. Bất quá nếu vô song tiên tử muốn nhìn, ta đây liền cùng ngươi xem, hắn bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi." Hắc Vân công tử cười lạnh một tiếng nói, "Chủ nhân, người này quá đáng giận, vừa rồi còn giả mù sa mưa đấy, từ khi phi tiên thạch của hắn bị giải phế, người này liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào ngươi, nếu không phải nơi này không thể động thủ, ta thật muốn đánh hắn một trận, thay chủ nhân ngươi chút giận." vệ thiên thử lòng đầy căm phẫn truyền âm nói chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn lăng tiêu thản nhiên cười nói hắn cũng không có đem hắc vân công tử để vào mắt hắn chỉ là rất tò mò hắc vân công tử người sau lưng rốt cuộc là ai ở lăng tiêu trong mắt hắc vân công tử bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi căn bản không đáng giá hắn tức giận lăng tiêu đem thần tiên thạch đưa cho hiểu thạch sư nghe được hắc vân công tử nói thần tiên thạch trong tay lăng tiêu là sản phẩm của tử quang sơn nhất thời rất nhiều người liền mất đi hứng thú nhao nhao xoay người rời đi chỉ có rất ít người ở lại bất quá bọn họ cũng không phải quan sát giải thạch mà là đang quan sát giải vô song lăng tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng ánh mắt rơi vào hiểu rõ thạch sư trên hai tay cẩn thận quan sát hắn giải thạch thủ pháp ong giải thạch sư hai tay như đao sắc bén vô cùng da đá rối rít lột xuống nhưng trong đó vẫn là màu nâu xám cũng không có bất kỳ biến hóa nào khối thần tiên thạch này đều bị giải khai một nửa, vẫn là cái gì cũng không có xuất hiện, đã phế đi. Vô song tiên tử, chúng ta đã không có lưu lại quan sát tất yếu. Trong ánh mắt Hắc Vân công tử lộ ra một tia trào phúng nói. Bất quá lăng tiêu không có hô ngừng, thạch ra giải thạch sư liền như trước tại giải thạch, theo loang lổ thạch bì không ngừng rơi xuống, thần tiên thạch cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, một đạo quang mang màu tím từ trong thần tiên thạch nở rộ ra. Vậy mà giải ra bảo vật giải vô song vốn cũng có chút thất vọng nhưng đột nhiên trong con người của nàng tinh quang lóe lên nhất thời lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ thần sắc nàng thấy được trong thần tiên thạch kia một luồng ánh sáng màu tím giống như tia chớp bay lên hơn nữa theo da đá rơi xuống tia chớp màu tím càng ngày càng rực rỡ ẩm ẩm đến cuối cùng địa tự biệt viện bên trong vậy mà đều có tiếng sấm nổ vang lên để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt rung động ánh sáng màu tím rực rỡ trói mắt vô cùng rực rỡ giống như một mảnh tia chớp màu tím nở rộ ở trong hư không, chói mắt người không mở mắt ra được. Ong, một viên hạt châu màu tím trôi nổi ở trong hư không, tia chớp lượn lờ màu tím, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động cổ xưa mà thần bí. Bốn phía hư không kịch liệt chấn động, viên kia hạt châu màu tím bên trong, thậm chí có một cỗ mênh mông thiên uy tràn ngập ra, để cho chung quanh tất cả mọi người là cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Đây là bảo vật gì? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc bọn họ căn bản đều không nghĩ tới tử quang sơn thần tiên thạch lại thật sự giải ra bảo vật mà bọn họ lại cảm giác được nghi hoặc chính là hạt châu màu tím này thoạt nhìn có chút bất phàm ẩn chứa lôi đình lực tinh thuần nhưng bọn họ lại không nhận ra lai lịch của hạt châu màu tím này mà giờ phút này nụ cười trên mặt hắc vân công tử động lại sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng trở nên vô cùng khó coi hắn cảm giác được mặt nóng rát đau đớn giống như là bị lăng tiêu hung hăng đánh một bạt tay đồng dạng hắn nghĩ không ra cũng không muốn tin tưởng tử quang sơn thần tiên thạch làm sao sẽ giải ra bảo vật đến viên châu này nhất định có liên quan đến lôi đế trong lòng lăng tiêu chấn động trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động hắn có thể cảm giác được tại viên hạt châu màu tím kia xuất hiện thời điểm chẳng những hắn tu luyện thiên phạt bí thuật trong nháy mắt trở nên đột nhiên tiến mạnh lên mà ngay cả hắn tu luyện lôi đế kinh cũng bắt đầu tự hành ở trong cơ thể của hắn vận chuyển lên bắt đầu thôn phệ chung quanh trong hư không tự do lôi đình lực hắn không có đoán sai, hạt châu màu tím này cùng lôi đế có quan hệ. Lôi đế, một trong cửu đế nhân tộc cũng từng đến tiên giới. Đây là đại đạo nguyên châu. Giải vô song bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cái gì? Đại đạo nguyên châu. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đại đạo Nguyên Châu, chính là sau khi cường giả tiên quân cảnh ngã xuống, đại đạo bản nguyên trong cơ thể cố hóa, Ngưng tụ mà thành hạt châu, trong đó ẩn chứa đại đạo bản nguyên lực. Nếu là một vị tiên tôn cường giả luyện hóa đại đạo nguyên châu, hiểu rõ trong đó đại đạo bản nguyên, rất có thể trực tiếp đột phá đến tiên quân chi cảnh. Bất quá trực tiếp luyện hóa đại đạo nguyên châu, coi như là đột phá tiên quân cũng chỉ là yếu nhất tiên quân mà thôi, nhưng là lại có thể để cho tiên tôn cường giả tìm hiểu trong đó đại đạo bản nguyên, rút ngắn thời gian đột phá, chính là vô thượng bảo vật. Bất quá đại đạo nguyên châu chỉ có thể gặp mà không thể cầu cũng không phải mỗi một vị vẫn lạc tiên quân trong cơ thể đều có thể dựng dục ra đại đạo nguyên châu tất cả mọi người là thật không ngờ lăng tiêu cái kia một khối tử quang sơn sản phẩm thần tiên thạch lại có thể giải ra đại đạo nguyên châu đến đây hẳn là một viên lôi đạo thuộc tính đại đạo nguyên châu hơn nữa thoạt nhìn thập phần hoàn chỉnh hẳn là một vị lôi đạo tiên quân lưu lại giải vô song chậm rãi nói ra nàng không khỏi nhìn lăng tiêu vài lần thật không ngờ dự cảm của nàng vẫn là trở thành sự thật khối thần tiên thạch tử quang sơn kia lại thật sự giải ra bảo vật, hơn nữa còn là loại trí bảo đại đạo nguyên châu này. Nàng lúc trước bởi vì lăng tiêu thần tiên thạch giải ra thần đỉnh mảnh nhỏ, cho nên tâm huyết dâng trào muốn mời lăng tiêu đến càn nguyên thạch phường, trong lòng cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, lăng tiêu vận đạo vượt xa tưởng tượng của hắn. Hai lần giải ra bảo vật đến, đã không thể dùng vận khí để hình dung, có lẽ lăng tiêu thật sự có cái gì đặc biệt chỗ. Điều này, làm sao có thể, sắc mặt Hắc Vân công tử vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đại đạo nguyên châu, loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, so với giải vô song giải ra cực phẩm phòng ngự tiên khí cùng tam sắc tiên liên hỏa trùng còn chân quý hơn. Hắn vừa mới còn đang nói, Tử Quang Sơn sản phẩm thần tiên thạch, nhất định là phế thạch, giải không ra bất kỳ bảo vật nào, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Vị công tử này, lão phu nguyện ý ra giá một ngàn vạn viên tiên tinh, mua viên đại đạo nguyên châu này, như thế nào? một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quắc thước đi tới, thân thiết cười nói với Lăng Tiêu. Lão giả này tu vi chính là tiên tôn cảnh, hơn nữa tu luyện dĩ nhiên cũng là lôi đạo, quanh thân tản ra mình mông lôi đình khí tức uy nghiêm mà thần bí, là thiên lôi thượng nhân. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra lai lịch của lão giả này. Thiên lôi thượng nhân chính là tiên tôn cường giả lâu đời, ở tiên tôn cảnh dừng lại vô số năm, vẫn luôn không có đột phá đến tiên quân cảnh. Mọi người thật không ngờ, Viên đại đạo nguyên châu này làm cho thiên lôi thượng nhân đều không kiềm chế được. Viên đại đạo nguyên châu này ta muốn, ta ra một ngàn năm trăm vạn khỏa tiên tinh. Cùng lúc đó, một lão đạo mặc đạo bào màu trắng, cầm phất trần trong tay cũng đi tới, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần. Vân tiêu trần nhân, đồng dạng là một vị tiên tôn lâu đời, vì đại đạo nguyên châu mà đến, thậm chí ngoại trừ thiên lôi thượng nhân và vân tiêu chân nhân tu luyện lôi đạo gia còn có cường giả tiên tôn khác tham dự đấu giá đều muốn có được viên đại đạo nguyên châu này dù sao đối với cường giả tiên tôn cảnh mà nói cho dù tu luyện không phải lôi đạo nhưng nếu là chiếm được viên đại đạo nguyên châu này cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra lôi đạo bản nguyên hoàn chỉnh từ đó tấn thăng đến tiên quân cảnh đây đối với tất cả cường giả tiên tôn mà nói đều là hấp dẫn khó có thể chịu được mà mọi người càng truy phủng đại đạo Nguyên Châu, sắc mặt Hắc Vân Công Tử lại càng khó coi, trong con người bắt đầu khởi động hàn mang cùng sát ý, trong lòng vô cùng thống hận lăng tiêu. Chư vị, viên đại đạo Nguyên Châu này ta tạm thời không bán, đối với ta có tác dụng lớn. Lăng tiêu chắp tay thì lễ với mọi người, khẽ cười nói. Đây cũng không phải là cái gì tiên quân đại đạo Nguyên Châu, rất có thể là lôi đế đại đạo Nguyên Châu, lăng tiêu làm sao có thể sẽ bán cho bọn hắn thấy lăng tiêu thần sắc kiên quyết như thế mọi người mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ dù sao có giải vô song bọn họ cũng không dám làm ra hành động ép mua ép bán mà giải thạch sư của thạch gia sắc mặt cũng có chút khó coi giải vô song giải ra hai kiện bảo vật cũng thì thôi nhưng lăng tiêu vậy mà từ trong một khối thần tiên thạch mỏ tử quang sơn giải ra đại đạo nguyên châu đây chẳng phải là nói thạch gia bọn họ có mắt không tròng giải vô song hôm nay không phải là tới đập phá chứ Thạch gia giải thạch sư trong lòng âm thầm suy đoán. Thật không ngờ, Thạch gia ta càng nguyên thạch phường vậy mà giải ra đại đạo nguyên châu, thật sự là đáng mừng đáng mừng a! À, viên đại đạo nguyên châu này, bản công tử ra ba ngàn vạn viên tiên tinh, ai cũng không được cùng bản công tử đoạt. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười ngạo nghễ vang lên trong biệt viện, là Tam thiếu gia Thạch gia, Thạch Thiên Anh. Có người kinh hô một tiếng nói, giọng nói này quả thực quá quen thuộc. Trong toàn bộ thần tiên cổ thành, hầu như không ai không biết thạch gia tam thiếu gia thạch thiên anh. Đám người tách ra, thạch thiên anh cất bước mà đến, thần sắc ngạo nghễ mà lạnh lùng, tuy rằng khóe miệng chứa nụ cười, nhưng tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Ở bên cạnh thạch thiên anh, là thạch thanh di dung nhàn tuyệt lệ, thoạt nhìn siêu phẩm thoát tục, còn có một thanh niên nam tử ôn nhuận như ngọc, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Vị kia, chỉ sợ chính là diêu quang tiên môn thạch thanh di tiên tử đi, không chỉ là thanh di tiên tử, các ngươi nhìn thấy người trẻ tuổi kia sao? Hắn chính là diêu quang tiên môn thánh tử nhâm tiêu giao. Nhâm tiêu giao, chính là thiên kiêu vương giải được xưng là tiên giới, tiêu giao tiên tôn một trong thập đại tiên tôn. Tiêu giao tiên tôn đều tới thần tiên cổ thành, bọn họ chỉ sợ là vì không lâu sau giải thạch đại điển đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, lực chú ý đều bị thạch thanh di cùng nhâm tiêu giao hấp dẫn, nhất là nhâm tiêu giao, ở trong thần giới danh khí thật lớn, hòa giải vô song, thạch vô kỵ nổi danh mọi người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái, giải ra cùng thạch ra vốn là không đối phó, bởi vì giải thạch đại điển sự tình, gần đây càng là dương cung bạt kiếm. Giải vô song hôm nay đến càn nguyên thạch phường, rõ ràng chính là đến đập phá, hôm nay thạch thiên anh cùng thạch thanh di đều tới, thậm chí còn có diêu quang tiền môn thánh tử nhâm tiêu giao, chỉ sợ kế tiếp phải có cho hay xem. Thạch Thiên Anh cất bước mà đến, ánh mắt rơi vào trên viên đại đạo Nguyên Châu trôi nổi trong hư không, trong ánh mắt có một tia nóng rực về phần lăng tiêu thì căn bản không có bị hắn để vào mắt hắn trực tiếp đưa tay hướng viên đại đạo nguyên châu chộp tới ánh mắt lăng tiêu lạnh lẽo trực tiếp lăng không vươn tay lực thôn phệ mênh mông mà bàng bạc bộc phát ra đại đạo nguyên châu trực tiếp bay về trong lòng bàn tay của hắn mà giờ phút này thạch thiên anh phảng phất không có bất kỳ ý tứ muốn thu tay lại vẫn là lăng không chào tới tiên vương cảnh tu vi bộc phát ra để một chảo này phảng phất có thể xé rách hư không sắc bén vô cùng đại đạo nguyên châu không bán cút Lăng tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Bùng! Lăng tiêu quyền ấn cường mãnh vô cùng, ẩn chứa lực áp bách cực kỳ cường đại, cùng thạch thiên anh bàn tay trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, trong hư không bộc phát một đạo châm đục. Lăng tiêu không chút nhúc nhích, mà thạch thiên anh thì không khỏi biến sắc, cảm giác được một cỗ thần lực rời núi lấp biển vọt tới, làm cho cánh tay hắn chấn động mạnh, thế nhưng phát ra một đạo vang giòn. Răng rắc! Cánh tay thạch thiên anh không ngờ lại bị bẻ gãy, máu tươi bay tứ tung, Thạch Thiên Anh cả người chấn động, toàn bộ khí huyết cuồn cuộn, lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng bị Nhâm Tiêu giao đỡ một phen, lúc này mới ổn định thân hình. Người dám đả thương ta? Thạch Thiên Anh lớn tiếng quát, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng. Vèo, 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 theo thanh âm của hắn vang lên, bốn phía trong nháy mắt có từng đạo thân ảnh khí tức cường đại lướt tới, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát khí quanh thân tràn ngập, đem lăng tiêu, giải vô song cùng hắc vân công tử ba người bao phủ lên hộ vệ thạch gia càn nguyên thạch phường xuất động thạch thiên anh bị thương là chuyện tất cả mọi người bất ngờ dù sao lăng tiêu thoạt nhìn bất quá là một vị tiên nhân mà thôi lại có thể đem tiên vương cảnh thạch thiên anh một kích trọng thương cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ sợ lăng tiêu là ẩn tàng tu vi đại đạo nguyên châu là đồ của ta ta nói không bán sẽ không bán chẳng lẽ người còn muốn cưỡng đoạt hay sao Lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Bị cường giả thạch ra chung quanh vây khốn, hắn không có chút sợ hãi, cầm trong tay đại đạo Nguyên Châu, cả người thoạt nhìn đều hết sức thả lỏng, ngược lại cho mọi người một loại cảm giác sâu không lường được. Thật sự là thất kính, các hạ nếu là tiên tôn, lại vì sao phải ngụy trang thành tiên nhân? Nhâm tiêu giao thản nhiên nhìn lăng tiêu một cái nói. Liên quan quái gì đến ngươi? Lăng tiêu liếc nhâm tiêu giao một cái nói. Kiêu ngạo. Quả thực là quá kiêu ngạo gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Nghe được Lăng Tiêu nói, liền liên nhiệm tiêu giao nho nhã trên khuôn mặt, đều là lộ ra một tia lãnh ý. Đại đạo Nguyên Châu là lôi lăng giải ra, hắn muốn bán cho ai, đều là tự do của hắn. Giải vô song đứng dậy, thản nhiên nói. Nàng tuy rằng dung nhan tuyệt sắc, nhưng mặc giáp trụ, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, hơn nữa lời nói vô cùng khí phách, phảng phất không có chút nào đem thạch ra để vào mắt. Giải vô song, ngươi dám. Thạch Thiên Anh có chút hồn hển nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang, phảng phất một lời không hợp, sẽ ở càn nguyên thạch phường bên trong động thủ. Mà giờ phút này, sắc mặt Hắc Vân Công Tử lại càng thêm khó coi. Hắn bị cho là lăng tiêu hòa giải vô song đồng bọn, bị thạch gia cường giả vây khốn lên, giờ phút này hắn đi cũng không phải, lưu cũng không phải, vô cùng xấu hổ. Mà hết thảy đều là lăng tiêu tạo thành, hắn rất muốn hô một câu hắn cùng lăng tiêu không có quan hệ, nhưng nhìn giải vô song bên người một cái, hắn vẫn là nuốt xuống, Lôi lăng này quả thực chính là một ngôi sao trổi. Không đúng, lôi lăng. Cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Trong ánh mắt Hắc Vân Công Tử lộ ra một tia nghi hoặc. Giải vô song và Thạch Thiên Anh lại dưng cung bạt kiếm một lần nữa. Các ngươi đều lui ra đi, chúng ta càn nguyên Thạch Phường mở cửa buôn bán. Người tới là khách, vô song tiểu thư đại giá Quang Lâm, chúng ta tự nhiên cũng là hoan nghênh. Nhưng vào lúc này, Thạch Thanh Di ngăn cản Thạch Thiên Anh, cười nhạt với giải vô song. Nụ cười của nàng giống như mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt khiến cho không khí có chút ngừng trọng hơi hòa hoãn một chút, mà thạch ra những cường giả kia dưới mệnh lệnh của thạch thanh di đều là nhao nhao lui xuống. Chúng ta chính là hướng về phía Càn Nguyên Thạch Phường danh khí tới, đều nói Càn Nguyên Thạch Phường bên trong bảo vật đông đảo, cho nên chúng ta mới muốn tới kiến thức một phen. Hiện tại xem ra, xác thực cũng không tệ lắm, lại có thể giải ra cực phẩm phòng ngự tiên khí, tam sắc tiên liên hỏa trùng cùng với đại đạo Nguyên Châu, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Giải vô song thản nhiên nói, nhưng trong lời nói lại lộ ra châm trọng. Bất quá vô song tiểu thư, càn nguyên thạch phường chúng ta chân quý nhất vẫn là thiên tự biệt viện, này tự biệt viện bên trong thần tiên thạch, không xứng với thân phận của ngài, không bằng ta đến bồi vô song tiểu thư, đi thiên tự biệt viện chơi một chút, như thế nào? Thạch Thanh Di mỉm cười nói, chơi thế nào? Chúng ta tại thiên tự biệt viện bên trong, đều tự chọn lựa một khối thần tiên thạch, cuối cùng liền xem ai trong thần tiên thạch giải ra bảo vật giá trị cao nhất, người đó liền thắng lợi, như thế nào? có thể, nhưng người muốn cực thế nào, thua thì thế nào, thắng thì thế nào, vị bằng hữu này của ngươi làm bị thương tam đệ ta, để cho hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi tam đệ ta như thế nào? Nếu là các ngươi thắng, bảo vật giải ra trong hai khối thần tiên thạch đều thuộc về các ngươi sở hữu. Ta chưa bao giờ lấy bằng hữu làm tiền đặt cược, huống chi thạch thiên anh là như thế nào bị thương, tất cả mọi người rất rõ ràng. Giải vô song lắc đầu cự tuyệt thạch thanh di đặt cược. đang lúc này đây là tới đổ thạch không giả nhưng nàng có chính mình nguyên tắc, không có khả năng lấy lăng tiêu tôn nghiêm làm tiền đặt cược. Vô song tiểu thư ai cũng sợ. Thạch Thanh Di cười khẽ một tiếng nói. Không tồn tại có sợ hay không, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, ta không có thói quen lấy tôn nghiêm của bằng hữu làm tiền đặt cược. Người nếu muốn đánh cược, cũng có thể, vậy thì đánh cược lớn, nếu là các ngươi thua, liền đem càn nguyên thạch phường giao cho ta giải ra. Giải vô song thản nhiên nói. Cái gì? Giải vô song nói, để cho tất cả mọi người là không khỏi lắp bắp kinh hãi giải vô song tiền đặt cược cũng quá lớn, dĩ nhiên muốn lấy hai nhà thạch phường làm tiền đặt cược. Huyền Hoàng Thạch Phường, đó là giải ra chiêu bài Thạch Phường một trong, không kém cản nguyên Thạch Phường, trong đó cũng là có rất nhiều chân quý thần tiên Thạch cùng thần Ngọc Tiên Thai. Tiền đặt cược này một khi có hiệu lực, đó chính là tiền đặt cược lớn mà giải ra và Thạch ra đều sẽ chấn động. Vô luận là ai thua một tòa Thạch Phường, đều sẽ nguyên khí đại thương. Nhất là tại thời khắc mấu chốt giải Thạch Đại Điển sắp bắt đầu trận cực này cơ hồ liền quyết định hiểu rõ thành bại vinh nhục của thạch hai nhà đánh cực quá độc ác thạch thanh di lông mày cũng là nhíu lên nàng cũng thật không ngờ giải vô song dĩ nhiên muốn chơi lớn như vậy nàng chú ý chỉ là muốn cho thạch thiên anh thở ra một hơi mà thôi mà hiện tại nếu là tiếp được trận này tiền đặt cược trực tiếp liền quan hệ đến hiểu rõ thạch hai nhà giải thạch đại điển thắng bại thạch phường càng nguyên này là của thạch gia ngươi mấy trăm khối thần tiên thạch trong biệt viện chữ thiên chỉ sợ các ngươi quen thuộc hơn ai hết sao nếu không dám cược, tránh ra đi, ta cũng muốn đi trong biệt viện chữ thiên kiến thức một chút, thạch phường càng nguyên này rốt cuộc có cái gì tốt. Giải vô song nhìn thạch thanh di có chút do dự, thản nhiên cười nói. Giải vô song, ngươi không cần kích tướng ta. Đánh cược thì đánh cược, chỉ sợ đến lúc đó ngươi thua huyền hoàng thạch phường, giải ra ngươi ngay cả tư cách tham gia giải thạch đại Điền cũng không có. Thạch thanh di cười lạnh một tiếng nói, sắc mặt như xương. Muốn đánh cuộc cũng có thể, huyền hoàng thạch phường của giải gia ta vốn là giới danh nghĩa của ta ta có thể làm chủ giải vô song thản nhiên nói ngươi thạch thanh di cực kỳ tức giận có chút thẹn quá hóa giận nhưng cũng nghẹn lời giải vô song nói không sai giải vô song là thiên kiêu của giải gia vốn là trưởng quản đại lượng tài nguyên huyền hoàng thạch phường vốn là nắm giữ ở trong tay giải vô song nàng tự nhiên có thể lấy ra đánh bạc nhưng cả nguyên thạch phường cũng không tại thạch thanh di cùng thạch thiên anh danh nghĩa giải vô song, người muốn cược, vậy cược. Nếu ngươi thắng, càn nguyên thạch phường cho ngươi thì thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Đại ca, thạch thiên anh cả người chấn động, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Xa xa, một nam tử trẻ tuổi tư thế oai hùng bừng bừng, mặc trường bào ánh trăng trắng cất bước mà đến. Hắn long hành hổ bộ, khí chất siêu phàm, nhưng khuôn mặt lại thoạt nhìn uy nghiêm mà bá đạo, cả người đều tản ra một loại khí tức cường đại. Đại ca, người rốt cục xuất quan. Trong lòng Thạch Thanh Di cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút kích động nói. Vô kỵ huynh, đã lâu không gặp. Nhầm tiêu giao ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười, chắp tay thi lễ với Thạch Vô kỵ. Tiêu giao huynh, hôm nay cho ngươi chê cười rồi. Thạch Vô kỵ ánh mắt lạnh lùng, phẳng phất trừ hiểu rõ vô song ở ngoài, những người khác đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn đối với nhâm tiêu giao cũng rất coi trọng. Nhâm tiêu giao chẳng những là thánh tử của Diêu Quang Tiên Môn, lúc này đây càng đại biểu cho Diêu Quang Tiên Môn mà đến, cùng thạch ra hắn thương lượng một đại sự, thạch vô kỵ tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng đối với nhâm tiêu giao cũng không dám có chút khinh thị. Thanh Di là ta Diêu Quang Tiên Môn đệ tử, vậy ngươi ta hai nhà chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời, hôm nay ta cũng muốn kiến thức một chút vô song tiên tử giải thạch thuật. Nhâm tiêu giao mỉm cười nói. Hắn thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng trực tiếp bày tỏ lập trường, quyết định đứng về phía thạch gia. Giải vô song khẽ nhướng mày, mục đích diêu quang tiên môn đến thần tiên cổ thành lần này, nàng cũng rất rõ ràng, chính là vì trợ trận thạch gia giải thạch đại điển. Vị nhân tiêu giao thánh tử này, tuy rằng thoạt nhìn nho nhã tuấn lãng, giống như giai công tử nhẹ nhàng, nhưng thực lực cũng là vô cùng khủng bố, làm cho giải vô song cũng đều là có chút kiên kỵ. Đây là càn nguyên thạch phường, người ở chỗ này cùng thạch gia đổ thạch, chỉ sợ thua nhiều thắng ít a. À. Hắc vân công tử có chút lo lắng khuyên nhủ bất quá là muốn sống trong chỗ chết mà thôi, nếu là trận này đánh cuộc thắng, có lẽ giải thạch đại điển chúng ta còn có chút hy vọng, nhưng nếu là thua, đó chính là thua đi. Hơn nữa, có lôi lăng ở đây, ta cảm thấy ta không nhất định sẽ thua. Giải vô song lạnh nhạt cười nói. Vô song tiên tử tin tưởng ta như vậy sao? Lăng tiêu hơi sừng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới giải vô song lại đem bảo đạt ở trên người hắn. Vô song, tiểu tử này vừa mới có thể giải ra đại đạo Nguyên Châu, chính là vận khí tốt, hắn căn bản không hiểu giải thạch thuật, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho hắn giúp ngươi giải thạch sao? Sắc mặt Hắc Vân công tử có chút khó coi, trong lòng lại càng ghen tị. Ta cũng không biết vì sao, nhưng trực giác nói cho ta biết, lôi công tử có lẽ là quý nhân của ta. Giải vô song lạnh nhạt cười nói. Vô song tiên tử, nếu là thua, ta chẳng phải liền thành ngươi giải ra tội nhân, vô song tiểu thư giải thạch thuật siêu phẩm thoát tục, hay là ngài tự động thủ đi. Lăng tiêu từ chối nói, Hắn tuy rằng trong lòng cũng rất tán thưởng giải Vô Song quyết đoán quyết tuyệt, nhưng là muốn cho hắn cho giải ra bán mạng, Lăng Tiêu tự nhận là hắn hòa giải Vô Song quan hệ còn chưa có đến loại tình trạng này. "Lôi công tử, đợi lát nữa ngươi chỉ cần ra tay giúp ta chọn lựa một khối thần tiên thạch là được. Bất kể là thua hay thắng, ta cũng sẽ không trách ngươi, hơn nữa coi như là thua, chúng ta lựa chọn thần tiên thạch bên trong cắt ra bảo vật đều thuộc về ngươi sở hữu, xem như thù lao của ngươi." Giải Vô Song thành khẩn nói. "Chỉ cần chọn một khối thần tiên thạch sao?" được rồi lăng tiêu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đáp ứng thần tiên thạch trong biệt viện chữ thiên quý thái quá trong đó hẳn là có không ít thứ tốt nếu giải vô song nói cắt ra bảo vật đều thuộc về hắn vậy hắn cũng cố mà đáp ứng hơn nữa lăng tiêu không tin hắn sẽ thua ở trước mặt chúa tể chi nhãn hết thảy đều không chỗ nào che giấu cái gọi là đổ thạch bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi giải vô song nếu ta và ngươi hai nhà đổ thạch vậy vẫn là quy củ cũ mỗi người chọn lựa ba khối thần tiên thạch cuối cùng ba khối thần tiên thạch giải ra bảo vật cộng lại giá trị cao nhất người chiến thắng thạch vô kỵ thản nhiên nói có thể giải vô song gật gật đầu nói giải ra cùng thạch gia trước kia cũng là thường xuyên đổ thạch một mặt là luận bàn giải thạch thuật một mặt cũng là có lợi ích gút mắc ở trong đó đối với đổ thạch quy củ bọn họ tự nhiên đều là thập phần quen thuộc dưới sự chứng kiến của mọi người giải vô song và thạch vô kỵ nhao nhao lấy nguyên thần thể lập ra lời thề thiên đạo định ra đánh cuộc Giải vô song và thạch vô kỵ chính là hai đại thiên kiêu vương giả của thần tiên cổ thành. Giờ phút này hai người bọn họ lại lấy huyền hoàng thạch phường và càn nguyên thạch phường làm tiền đặt cược, đổ thạch trong thiên tự biệt viện lập tức gây ra chấn động. Càn nguyên thạch phường bên trong những khách nhân kia, nhào nhào hướng tới thiên tự biệt viện bên trong vọt tới, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động cùng chờ mong thần sắc. Giải thạch thuật đỉnh phong quyết đấu, đây là đại tràng diện không thể bỏ qua. Mọi người rời khỏi địa tự biệt viện, đi tới càn nguyên thạch phường thiên tự biệt viện, trong biệt viện chữ thiên chỉ có mấy trăm khối thần tiên thạch trong đó có hơn mười khối thần ngọc tiên thai mỗi một tôn đều là bảo vật vô giá những thần tiên thạch này tạo hình khác nhau hết sức kỳ lạ nở rộ ra tiên quang rực rỡ có chút như là binh khí có chút như là thực vật có chút như là trái tim đang đập tản mắt ra cổ xưa mà thần bí khí tức dao động vừa nhìn cũng không phải phẩm phẩm thiên tự biệt viện rất ít mở cửa đối ngoại có tư cách tiến vào trong thiên tự biệt viện không phú thì quý vừa đến trong thiên tự biệt viện nhất thời mọi người liền bắt đầu thán phục không hổ là giải thạch thế gia trong biệt viện chữ thiên của thạch phường càn nguyên này tùy tiện lấy ra một khối thần tiên thạch cũng đủ để làm chấn điếm chi bảo cho thạch phường khác chính giữa biệt viện chữ thiên thiết lập một phương hương án mặt trên đặt một cái lư hương cắm một nén nhang trong vòng một nén nhang nhất định phải chọn tốt ba khối thần tiên thạch cuối cùng sau khi giải thạch lấy người giải ra bảo vật tổng giá trị cao làm bên thắng lợi ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hiểu vô song và thạch vô kỵ trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong giải vô song ta có thể trước cho ngươi một đoạn thời gian để cho ngươi trước quan sát một chút thần tiên thạch trong thiên tự biệt viện miễn cho người khác nói thạch ra ta chiếm tiện nghi của ngươi thạch vô kỵ thản nhiên nói không cần trực tiếp bắt đầu đi giải vô song nói thiên tự biệt viện nàng cũng đã tới đối với nơi này thần tiên thạch coi như là hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn ra cái gì cho nên nàng cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian đã như vậy vậy thì bắt đầu thạch vô kỵ khoát tay một cái lập tức một nén nhang trên hương án đốt lên giải ra bên này giải vô song mang theo hắc vân công tử cùng lăng tiêu vệ thiên thử cùng nhau hướng đông đảo thần tiên thạch bên trong đi đến mà thạch vô kỵ cũng mang theo nhâm tiêu dao thạch thanh di cùng thạch thiên anh ba người tiến vào trong biệt viện chữ thiên về phần mọi người đều ở bên ngoài thiên tự biệt viện quan sát tất cả mọi người là hết sức chờ mong, trận đổ thạch này càng giống như là giải thạch đại điển diễn thử, giải ra cùng thạch ra đối kháng, rốt cục bày ở trên mặt sáng. Mọi người vừa quan sát động tác của giải vô song và thạch vô kỵ, vừa mồm năm miệng 10 nghị luận. Không rõ vì sao giải vô song lại đồng ý trận đổ thạch này, đây là càng nguyên thạch phường, là sân nhà của thạch gia, thạch gia đối với thần tiên thạch trong biệt viện chữ thiên khẳng định vô cùng rõ ràng. Ta cảm thấy giải vô song lúc này đây là quá xúc động, giải vô song tuy rằng thiên phú siêu phàm giải thạch thuật giỏi hơn thầy ở trong giải ra đều thuộc loại đứng đầu nhưng giải thạch thuật của thạch vô kỵ cũng rất mạnh nàng lúc này đây nếu là đem huyền hoàng thạch phường thua vậy giải thạch đại điển kế tiếp giải ra tất thua không thể nghi ngờ thần tiên khó đoạn thốn ngọc thần tiên thạch ngay cả tiên quân cũng nhìn không thấu giải thạch thuật cũng chỉ là để cho bọn hắn giải ra bảo vật xác suất so với bình thường lớn hơn một chút mà thôi cũng không phải tuyệt đối cũng không biết giải vô song cùng thạch vô kỵ giải thạch thuật quyết đấu đến tột cùng ai có thể thắng được? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lôi huynh, trong ba khối thần tiên thạch, ngươi giúp ta chọn một khối là được. Hai khối khác giao cho ta. Giải vô song nói với lăng tiêu. Hiểu rồi. Lăng tiêu gật gật đầu nói. Vô song, trong đó một khối giao cho ta đi, ta cam đoan cho người chọn ra một khối cho người hài lòng thần tiên thạch. Hắc vân công tử vội vàng nói. Trận chiến này liên quan đến sinh tử của giải gia ta, hai khối thần tiên thạch ta muốn tự mình chọn lựa giải vô song nghiêm túc nói được rồi hắc vân công tử vô cùng buồn bực nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh lăng tiêu liếc mắt một cái trong lòng của hắn càng là đố kỵ trong lửa giải vô song tình nguyện tin tưởng lăng tiêu cũng không tin hắn để cho hắn vô cùng bị thương lăng tiêu lại là không có phản ứng hắc vân công tử mà là đối vệ thiên thử nói vệ thiên thử ngươi lợi dụng ngươi tầm bảo thiên phú đi xem có hay không không giống nhau thần tiên thạch có thì nói cho ta biết Phệ Thiên thử chính là hồng hoang dị chủng Đối với thiên tài địa bảo trời sinh bẫn cảm, tựa như lúc trước huyền thiên tiên quân khối thần tiên thạch kia, chính là Phệ Thiên thử phát hiện. Nơi này có mấy trăm khối thần tiên thạch, tại một nén nhang bên trong muốn chọn lựa ra giá trị cao nhất ba khối, vẫn là rất khó. Giải vô song cũng không có đem bảo đô đặt ở trên người lăng tiêu cho nên chỉ là để cho Lăng Tiêu chọn lựa một khối thần tiên thạch. Nói như vậy Lăng Tiêu liền muốn cam đoan chọn lựa được thần tiên thạch, nhất định không có bất kỳ ngoài ý muốn, giải ra bảo vật là thiên tự biệt viện bên trong chân quý nhất. Lăng Tiêu tùy ý thông thả bước đi, xuyên qua đông đảo thần tiên thạch, mà thạch ra mấy người, phảng phất là có chuẩn bị mà đến, thẳng đến cái kia mười mấy khối thần ngọc tiên thai mà đi. Nói như vậy, thần ngọc tiên thai là cực phẩm trong thần tiên thạch, ẩn chứa sinh cơ bằng bạc, xác suất giải ra bảo vật cũng lớn nhất hơn nữa đều là trí bảo vô thượng bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối thần ngọc tiên thai cũng có thể sẽ giải phế đi thần tiên thạch bên trong cũng có trí bảo kinh thế mọi người không có nhìn thấy chính là lăng tiêu hai mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ chúa tể lực lượng lờ ở trong hai mắt của hắn để cho hai mắt của hắn trở nên vô cùng kỳ dị có được một loại có thể nhìn thấu tất cả lực lượng tầng đá bên ngoài thần tiên thạch kia cũng không có cách nào ngăn cản lăng tiêu nhìn trộm khí tức thần đạo cùng khí tức tiên đạo tản ra Lăng Tiêu thấy được cảnh tượng bên trong thần tiên thạch. Trong biệt viện thiên tự quả nhiên có không ít bảo vật chân quý. Lăng Tiêu trong lòng có chút thán phục nói, hắn ở khối thứ nhất thần tiên thạch bên trong, liền phát hiện một thanh màu tím chiến đao, chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Sau đó, Lăng Tiêu cũng thấy được thần tiên thạch bên trong có thần bí đan dược, có binh khí cường đại, thậm chí còn có ngọc thạch cổ thư, mặt trên phù văn sáng chói, ghi lại thần bí công pháp. Bất quá, lăng tiêu chúa tể lực cũng không phải vô hạn, hắn cũng không thể không hạn chế tiêu hao, cho nên hắn cũng là có lựa chọn xem xét. Mà giờ phút này, Thạch Thiên Anh thì là có chút oán hận nhìn lăng tiêu một cái, sau đó truyền âm cho Thạch Vô Kỵ nói, đại ca, cái kia lôi lăng có chút tà môn, hắn tại giải ra Thạch Phường bên trong giải ra thần đình mảnh vỡ, tại địa tự biệt viện bên trong lại giải ra đại đạo Nguyên Châu, hắn sẽ không cũng hiểu được giải Thạch thuật đi. Ngoại trừ giải ra cùng Thạch Gia Ta, toàn bộ thần giới lại có ai dám nói hiểu được giải Thạch thuật? Thạch Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói. Đại ca, chẳng lẽ huynh đã tìm ra thần tiên thạch chân quý nhất rồi? Ánh mắt thạch thiên anh sáng lên, vội vàng hỏi. Toàn bộ thiên tự biệt viện bên trong, chân quý nhất thần tiên thạch, hoặc là nói thần ngọc tiên thai chính là nó. Thạch vô kỵ dừng lại trước mặt một khối thần ngọc tiên thai, ánh mắt dừng lại ở thần ngọc tiên thai, trong ánh mắt có một tia kích động. Đó là một khối thần ngọc tiên thai thoạt nhìn giống như ngọn núi, cao khoảng trượng, da sám phả vào, nhưng tản ra tiên quang rực rỡ, có đạo khí tức sinh mệnh từ trong đó tràn ngập mà ra. Đại ca, trong này có cái gì? Thạch Thanh Di cũng có chút tò mò hỏi. Bọn họ đều rất tò mò, vì sao Thạch Vô Kỵ chắc chắn khối này thần ngọc tiên thai bên trong bảo vật là toàn bộ thiên tự biệt viện bên trong giá trị cao nhất. Khối thần ngọc tiên thai này vốn nên đặt ở buổi đấu giá ngày mai, mà hiện tại nó ở chỗ này, một khi xuất thế sẽ chấn động toàn bộ thần tiên cổ thành. Thạch Vô Kỵ vuốt khối thần ngọc tiên thai giống như ngọn núi, trong ánh mắt có một tia kích động. Đây đây chẳng lẽ là khối thần ngọc tiên thai phong ấn binh khí của huyền thiên tiên quân thạch thanh di giống như là nghĩ tới cái gì không khỏi cả người chấn động kinh hô một tiếng truyền âm nói lão tổ tông đã xác định trong đó phong ấn chính là huyền thiên tiên quân binh khí toàn bộ thiên tự biệt viện nơi nào còn có bảo vật có thể so sánh với nó thạch vô kỵ cười nhạt nói trong con người có một tia sắc bén chủ nhân nguy rồi ngay tại thời điểm thạch vô kỵ chọn chúng khối thần ngọc tiên thai kia thanh âm lo lắng vệ thiên thử cũng truyền vào trong đầu lăng tiêu. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, âm thầm hỏi. Thạch vô kỵ chọn chúng khối thần ngọc tiên thai kia, chính là ta đã từng bán cho thạch gia, có khả năng ẩn chứa huyền thiên tiên quân binh khí khối thần ngọc tiên thai tuyệt thế kia. Vệ thiên thử cười khổ một tiếng nói, binh khí của huyền thiên tiên quân. Huyền thiên kiếm sao? Trong con người lăng tiêu lóe lên tinh quang, lập tức nhìn qua khối thần ngọc tiên thai kia. Ông, lăng tiêu hai mắt bịt kín một tầng chúa tề chi lực hắn trong nháy mắt liền xuyên thấu khối kia thần ngọc tiên thai thạch bì thấy được thần ngọc tiên thai bên trong tranh trước mắt lăng tiêu có tiếng tranh minh kiếm khí tung hoành sắc bén vô cùng bên trong thần ngọc tiên thai quả nhiên có một thanh tiên kiếm lượn lờ tiên quang rực rỡ thụy khí bốc hơi thoạt nhìn không phải kim không ngọc chất liệu thập phần đặc thù nhưng toát ra một tia cực đạo đế uy đây chính là huyền thiên kiếm sao lăng tiêu trong lòng khẽ động thanh kiếm này thoạt nhìn uy lực phi phàm lưu động cực đạo đế uy cường đại rất giống là một thanh cực đạo đế binh nếu thật sự để cho thạch vô kỵ giải ra cực đạo đế binh vậy giải vô song có thể nói là tất thua không thể nghi ngờ không đúng thanh kiếm này có vấn đề lăng tiêu bỗng nhiên phát hiện trên chuôi kiếm kia thậm chí có từng đạo vết nứt rậm rạp giống như là sau khi đứt gãy bị ghép lại với nhau mà những cực đạo đế uy kia chính là từ trong vết nứt tràn ngập mà ra tuy rằng giờ phút này thoạt nhìn thật phần bất phàm nhưng một khi giải ra chỉ sợ cũng có đại nhạc tử lăng tiêu thần sắc có chút cổ quái hắn rất muốn biết khi thạch vô kỵ giải ra khối thần tiên thạch này sẽ là biểu tình như thế nào bất quá lăng tiêu cũng có chút nghi hoặc chuôi huyền thiên kiếm này nếu là huyền thiên tiên quân bội kiếm làm sao sẽ hư hao đến tận đây hơn nữa còn bị người phong ấn ở trong thần ngọc tiên thai lăng tiêu nhớ tới khối thần ngọc tiên thai trên người hắn có lẽ chỉ có cởi bỏ khối thần ngọc tiên thai kia hắn mới có thể biết nguyên do trong đó thạch vô kỵ tại tuyển định ẩn chứa huyền thiên kiếm cái kia một khối thần ngọc tiên thai về sau rõ ràng liền thoải mái hơn rất nhiều rất nhanh liền lại lựa chọn hai khối thần ngọc tiên thai dù sao trong biệt viện chữ thiên mặc dù có mấy trăm khối thần tiên thạch nhưng thần ngọc tiên thai chỉ có hơn mười khối mà thôi tỷ lệ xuất hiện bảo vật trong thần ngọc tiên thai cũng lớn hơn một chút hơn nữa ngay cả giải vô song giờ phút này cũng quanh quẩn ở hơn mười khối thần ngọc tiên thai kia cẩn thận điều tra những thần ngọc tiên thai kia muốn từ đó tìm ra bảo vật có giá trị mà phệ thiên thử vô cùng sốt ruột hắn tuy rằng cũng giúp lăng tiêu tìm được mấy khối thần tiên thạch mà nó cảm thấy có thể có bảo vật nhưng sau khi lăng tiêu thấy được thứ trong đó vẫn buông tha bảo vật trong thần tiên thạch tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng muốn hình thành ưu thế áp đảo vẫn là không đủ rất nhanh một nén nhang thời gian trôi qua hơn phân nửa Lăng Tiêu cũng đem thiên tự biệt viện đi dạo một lần, nhưng là những thần tiên thạch bên trong cũng không có tìm ra đặc biệt chân quý bảo vật. Ngoại trừ khối thần ngọc tiên thai có dấu huyền thiên kiếm kia, thạch vô kỵ chọn lựa hai khối thần ngọc tiên thai bên trong bảo vật, cơ hồ đều là thiên tự biệt viện bên trong giá trị cao nhất bảo vật. Nơi này là càn nguyên thạch phường, hắn tự nhiên có sân nhà ưu thế, nhưng nơi này thần tiên thạch bên trong cũng không có cái gì quá mức chân quý bảo vật. Lăng tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Di, Bỗng nhiên, Lăng Tiêu dư quang chợt lóe, rơi vào trên một khối thần tiên thạch vô cùng tầm thường. Nói là thần tiên thạch, kỳ thật chính là một phương thạch án, chất liệu chính là thần tiên thạch, ngoại hình giống như một ngọn núi, mặt trên bày biện một khối thần ngọc tiên thai. Khối thần tiên thạch kia lại nói tiếp chính là cái giá đặt thần ngọc tiên thai, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được khối thần tiên thạch kia không tầm thường. Ong hai mắt lăng tiêu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, chúa tể chi lực lượn lờ ở trong hai mắt của hắn, trong phút chốc hai mắt của hắn giống như trùng sáng, trực tiếp xuyên thủng ra đá của khối thần tiên thạch kia, thấy được cảnh tượng bên trong. Đây là, trong lòng lăng tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Sau khi nhìn thấy bảo vật bên trong thần tiên thạch, hắn lập tức quyết định chính là khối thần tiên thạch này. Lăng tiêu đi tới trước khối thần ngọc tiên thai kia, sau đó ôm lấy thần ngọc tiên thai, hắn hình như là cùng vô song tiên tử cùng một chỗ chẳng lẽ hắn giúp vô song tiên tử chọn chúng khối thần ngọc tiên thai này sao có người nghi hoặc nói bất quá khối thần ngọc tiên thai này rõ ràng không bằng thạch vô kỵ lựa chọn ba khối kia trong đó coi như là có thể khai ra bảo vật nhưng hy vọng cũng không phải rất lớn có người gật đầu nói nhưng chuyện kế tiếp khiến mọi người mở to hai mắt lăng tiêu thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn khối thần ngọc tiên thai kia một cái mà là túy đem thần ngọc tiên thai ném trên mặt đất đem thần ngọc tiên thai phía dưới cái kia một khối bệ cầm lên ta muốn hỏi một chút khối thần tiên thạch này có tính không lăng tiêu thản nhiên nói thạch thiên anh đầu tiên là sửng sốt lập tức liền cười ha ha một tiếng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nói lôi lăng ngươi vậy mà không chọn thần ngọc tiên thai mà lựa chọn cái này một phương bệ ha 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 thật sự là cười chết ta không sai người nếu là thật quyết định khối thần tiên thạch này tự nhiên tính toán thạch vô kỵ cũng lạnh nhạt nói mà giờ phút này con ngươi của mọi người cũng sắp rơi trên mặt đất hắn không cần thần ngọc tiên thai tốt đẹp vậy mà lựa chọn một khối thần tiên thạch hay là bị cho là thần ngọc tiên thai bệ thần tiên thạch tên này thật cho rằng trong khối thần tiên thạch này có thể cắt ra bảo vật sao ha 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 cười chết ta rồi ta cảm thấy vô song tiên tử tìm tên này đến quả thực chính là một cái thiên đại chê cười xem ra lúc này đây giải ra thật sự muốn thua thua liền thua ở trên người lôi lăng này lôi lăng này không phải là gian tế thạch ra sao tất cả mọi người là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi căn bản không nghĩ tới lăng tiêu dĩ nhiên sẽ lựa chọn một khối như thế đặc thù thần tiên thạch lôi huynh người xác định muốn chọn khối thần tiên thạch này sao giải vô song cũng cảm giác được có chút kinh ngạc nhưng nàng vẫn nghiêm túc nhìn lăng tiêu hỏi lôi lăng người quả thực chính là đang hại vô song Đấy một khối thần ngọc tiên thai, có thể có thứ gì tốt. Nếu có bảo vật đã sớm rơi vào trong tay Thạch Gia rồi." Hắc Vân công tử cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu không có phản ứng Hắc Vân công tử, mà là đối với Giải Vô Song khẽ mỉm cười nói, "Vô Song tiên tử, ta xác định." Giải Vô Song nhìn Lăng Tiêu thật sâu, nhưng thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt, nàng cũng không có cách nào từ trong thần sắc Lăng Tiêu nhìn ra cái gì, nhưng nội tâm lại không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác tín nhiệm. "Tốt, ta coi như khối thần tiên thạch này" Giải vô song nghiêm túc nói. Vô song, ngươi thật sự tin tưởng lôi lăng này. Ngươi sẽ hối hận. Hắc vân công tử có chút hồn hển nói. Nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì, giải vô song phảng phất là quyết tâm tin tưởng lăng tiêu, cuối cùng vẫn là lựa chọn kia một khối thần tiên thạch. Thời gian một nén nhang rất nhanh đã trôi qua. Thạch vô kỵ lựa chọn ba khối thần tiên thạch tự nhiên đều là thần ngọc tiên thai. Giải vô song lựa chọn hai khối thần ngọc tiên thai cùng với một khối thần tiên thạch mọi người thần sắc đều là vô cùng cổ quái rất nhiều người nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ trào phúng trong lòng bọn họ thở dài chỉ sợ giải vô song lần này bởi vì lăng tiêu đem huyền hoàng thạch phường bại bởi thạch gia giải vô song ta và ngươi đều là giải thạch sư tự nhiên không cần tay giả cùng người ngoài đã như vậy vậy chúng ta liền tự mình giải thạch như thế nào thạch vô kỵ nhìn hiểu vô song mỉm cười nói hắn đã nắm chắc phần thắng Mặc kệ giải vô song lựa chọn cái gì, hắn đều cho rằng lúc này đây hắn là thắng định, hơn nữa giải vô song vậy mà tin tưởng lăng tiêu, lựa chọn một khối làm thần ngọc tiên thai bệ thần tiên thạch, càng làm cho thạch vô kỵ tràn ngập lòng tin. Có thể, giải vô song bình tĩnh gật gật đầu nói, người trước hay là ta trước? Thạch vô kỵ hỏi, khách tùy chủ tiện, người tới trước đi. Giải vô song nói, được, thạch vô kỵ gật gật đầu, cũng không có từ chối, trực tiếp đi tới ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thạch Vô Kỵ, trong từng ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Đây chính là biệt viện chữ thiên chân quý nhất trong Thạch Phường Càn Nguyên Thạch Gia. Bọn họ tự nhiên tin tưởng, Thạch Vô Kỵ chọn lựa ba khối thần ngọc tiên thai, nhất định có thể giải ra bảo vật chân quý. Cũng không biết, trong ba khối thần ngọc tiên thai này, đến tộc cùng sẽ có trí bảo nào xuất thế. Ông, Thạch Vô Kỵ đứng ở chính giữa, khoanh tay mà đứng, dáng người hắn anh vĩ, khí vũ hiên ngang tản ra một loại khí chất siêu phẩm thoát tục tự có một loại tư thái cao cao tại thượng giống như là vương giả đang nhìn xuống chúng sinh hắn vươn bàn tay trong suốt như ngọc trong lòng bàn tay có hào quang lấp lánh trong phút chốc có một đạo tiên quang từ trong đó nở rộ ra theo bàn tay của hắn hướng về một khối thần ngọc tiên thai bao trùm mà đi khối thần ngọc tiên thai kia khẽ run lên vỏ đá bề ngoài lại nhanh chóng chóc ra mọi người chỉ là nhìn thấy thạch vô kỵ bàn tay hơi chấn động giống như là một loại nghệ thuật bình thường nhanh chóng cắt ra thần ngọc tiên thai bề ngoài ra đá tách ra thần đạo cùng tiên đạo khí tức không có hư hao bên trong mảy may giải thạch tốc độ cực nhanh chỉ trong chốc lát khối thần ngọc tiên thai kia liền chóc ra mấy tầng vỏ đá nhỏ đi một vòng bắt đầu có tiên quang rực rỡ từ trong đó nở rộ ra giải thạch thuật thật nhanh có người kinh hô một tiếng nói trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ thạch vô kỵ giải thạch tốc độ so với thạch gia giải thạch sư đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Trong truyền thuyết, thạch vô kỵ trò giỏi hơn thầy, giải thạch thuật đã đạt tới thạch gia đỉnh phong, để cho thạch gia mấy vị lão tổ đều là khen không dứt miệng, xem ra đồn đãi không cần. Có người tán thưởng nói, không sai, ta thật sự chờ mong thạch vô kỵ lần này có thể giải ra bảo vật cỡ nào. Chẳng lẽ là chuẩn đế binh sao? Hoặc là chuẩn đế tiên đan? Cũng có thể là cực đạo kim trúc. Thấy thạch vô kỵ nhanh như vậy giải thạch tốc độ, giải vô song thần sắc cũng có chút ngưng trọng giải thạch hai nhà là giải thạch thế gia đều có siêu phàm giải thạch thuật giải thạch thuật chẳng những là dò xét thiên địa thuật càng là vô thượng công phạt thuật thạch vô kỵ giải thạch thuật có trình độ như thế giải thạch tốc độ cực nhanh quả thực giống như nghệ thuật bình thường cái này cũng nói rõ thạch vô kỵ thực lực đã đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ thạch vô kỵ khoảng cách tiên quân tri cảnh cũng nhanh đi giải vô song thầm nghĩ trong lòng tất cả mọi người không có chú ý tới lăng tiêu ánh mắt sáng quắc trên hai mắt bịt kín một tầng kỳ dị quang mang đó là chúa tể chi nhãn ở lăng tiêu chúa tể chi trước mắt thạch vô kỵ giải thạch thật giống như là bị thả chậm ngàn vạn lần trở nên vô cùng chậm chạp thập phần rõ ràng xuất hiện ở lăng tiêu trong ánh mắt lăng tiêu có thể nhìn thấy thạch vô kỵ hai tay hơi hơi chấn động trên thực tế là tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm làm cho người mắt thường khó có thể bắt lấy thạch vô kỵ bàn tay hoặc vỗ hoặc chấn, hoặc cắt, mỗi một lần đều vô cùng tinh chuẩn rơi vào thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức đan xen tiết điểm phía trên, đem hai cái nhanh chóng tách ra, sau đó tách ra thạch bì. Thần tiên thạch sở dĩ khó có thể nhìn thấu trong đó, cũng là bởi vì trên da đá đan xen thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức, không có giải thạch thuật mạnh mẽ giải thạch, rất dễ dàng khiến cho thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức xung đột, hình thành nổ tung, triệt để hủy diệt thần tiên thạch. Bình thường giải thạch sư, tại giải thạch trong quá trình đều là cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút thả lỏng sợ hư hao thần tiên thạch nhưng thạch vô kỵ giải thạch giống như là một loại nghệ thuật bình thường thoạt nhìn hời hợt thoải mái nhưng vô cùng nhẹ nhàng phá vỡ thạch bì dần dần lộ ra đồ vật trong đó thông qua thạch vô kỵ giải thạch để lăng tiêu cũng dần dần học được thạch ra giải thạch thuật thì ra đây là giải thạch thuật sao trong lòng lăng tiêu khẽ động trong ánh mắt có một tia hiểu ra cái gọi là giải thạch thuật chính là phân giải thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức chi thuật nhất định phải hiểu rõ thần đạo bản nguyên cùng tiên đạo bản nguyên từ phương diện này mà nói lăng tiêu có được thiên thần bí thuật cùng thiên tiên bí thuật muốn nắm giữ giải thạch thuật cũng không khó hơn nữa tại lăng tiêu biến thái chúa tể chi trước mắt thạch vô kỵ giải thạch thuật không có bất kỳ che giấu tất cả đều hiển lộ ở lăng tiêu trước mặt để lăng tiêu rất nhanh liền nắm giữ hiểu biết thạch thuật nếu không phải nơi này không thích hợp lăng tiêu cũng đã muốn thử xem nên giải thạch như thế nào giải ra bảo vật rồi có người kinh hô một tiếng nói bùm bên trong thần ngọc tiên thai có ngũ sắc thần hà phun ra ẩn chứa thần bí ngũ hành lực lượng trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người thần ngọc tiên thai hoàn toàn bị cởi bỏ lộ ra đội hình bên trong đó là một khối kim loại tản ra ánh sáng ngũ sắc thoạt nhìn to bằng nắm tay nhưng ẩn chứa lực ngũ hành mênh mông mà bằng bạc thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết phẳng phát hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ nhất dĩ nhiên là ngũ hành tiên kim có người thanh âm run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây chính là cực đạo kim loại độc hữu trong tiên giới ta, chính là trí chí bảo vô thượng đúc thành tiên đế đế binh, thật không ngờ lại giải ra bảo vật như thế. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Ngũ hành tiên kim thuật nhìn rực rỡ lóa mắt, lượn lờ ngũ sắc thần hà, có đại đạo bổn nguyên lực thần bí từ trong đó tràn ngập ra, ngũ hành sinh diệt, đan xen lẫn nhau, hình thành cân bằng hoàn mỹ nhất, quang mang rực rỡ kia thuật nhìn làm cho người ta thập phần mê say. Ngũ hành tiên kim sao? Thạch Vô Kỵ cũng có chút ngoài ý muốn, trong ánh bắt lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Hắn tuy rằng điều tra ra trong khối thần ngọc tiên thai này có bảo vật, nhưng trong đó rốt cuộc có cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, thật không ngờ lại là ngũ hành tiên kim. Đây thật đúng là tạo hóa a. Có khối ngũ hành tiên kim này, chí bảo bổn mạng của ta rốt cục có thể hoàn mỹ." Thạch Vô Kỵ mỉm cười nói. Hắn hiện tại đã cảm giác được thắng định, thậm chí không có Huyền Thiên kiếm, chỉ bằng vào ngũ hành tiên kim, hắn cũng thắng định ánh mắt giải vô song hơi ngưng tụ dĩ nhiên là ngũ hành tiên kim sao thần ngọc tiên thai của càn nguyên thạch phường này quả nhiên bất phàm a à. cực đạo kim loại muốn từ thần ngọc tiên thai bên trong giải ra cực đạo kim loại có thể nói là thiên nan vạn nan toàn bộ thần tiên cổ thành trên vạn năm qua giải ra cực đạo kim loại đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay càn nguyên thạch phường ta lại giải ra ngũ hành tiên kim khá lắm vô kỵ mau tới cho thúc ra ra xem một lão giả dâu tóc bạc trắng ngang trời mà đến trong nháy mắt liền rơi vào bên cạnh thạch vô kỵ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động tiên quân cường giả thạch gia tất cả mọi người là cả người chấn động cảm giác được trên người lão giả kia tàn mát ra bản nguyên khí tức đều là không khỏi dùng mình trong ánh mắt lộ ra thần sắc kính sợ lão giả này chính là cường giả tiên quân chân chính thạch gia tọa trấn càn nguyên thạch phường tiên quân thạch an tất cả mọi người là thật không ngờ ngũ hành tiên kim xuất thế dĩ nhiên đem thạch ra thạch an tiên quân đều cho kinh động vì thạch an tiên quân này tất nhiên là bởi vì ngũ hành tiên kim mà đến chỉ sợ còn có chính là vì gây áp lực cho giải vô song mọi người nhìn về phía giải vô song ánh mắt đều là lộ ra một tia thương hại cái này giải vô song chỉ sợ thua chắc rồi thúc ra ra người xem thạch vô kỵ mỉm cười nói đem ngũ hành tiên kim đưa cho thạch an tiên quân hảo tiểu tử không tồi thật không tồi nghe nói người hòa giải gia nữ oai nhi đang đổ thạch đúng không? càn nguyên thạch phường làm tiền đặt cược, người trẻ tuổi chính là lá gan lớn. ha ha ha, có thúc gia gia ở đây, không ai dám dương oai ở càn nguyên thạch phường của ta, người an tâm giải thạch đi. thạch an tiên quân ha ha cười nói, vâng. thạch vô kỵ gật gật đầu nói, sau đó xoay người bắt đầu tiếp tục giải thạch. có ngũ hành tiên kim sung phong mọi người đối với thạch vô kỵ là càng ngày càng chờ mong không biết hắn kế tiếp hai khối thần ngọc tiên thai bên trong đến tột cùng sẽ giải ra cỡ nào bảo vật khối thần ngọc tiên thai thứ hai rất nhanh cũng được giải ra để cho mọi người có chút thất vọng chính là khối thần ngọc tiên thai thứ hai tuy rằng cũng giải ra bảo vật hơn nữa là một kiện cực phẩm tiên khí trường mâu nhưng là mũi mâu lại đứt gãy là một kiện không trọn vẹn cực phẩm tiên khí tuy rằng uy năng không mất giá trị đồng dạng không thấp nhưng là cùng ngũ hành tiên kim so ra còn là kém rất nhiều Bất quá Thạch Vô Kỵ cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn rơi vào khối thần ngọc Tiên Thai thứ ba. Huyền Thiên Kiếm, hôm nay chính thức xuất thế đi. Trong ánh mắt Thạch Vô Kỵ lộ ra một tia sáng chói tinh mang, tràn ngập chờ mong. Huyền Thiên Kiếm chi danh, bởi vì Huyền Thiên Tiên Quân mà danh chấn tiên giới, Huyền Tiên Tiên Quân trong truyền thuyết là người có hy vọng chứng đạo tiên đế nhất, thực lực siêu tuyệt, được xưng vô địch tiên quân, tung hoành tiên giới, chưa từng có thất bại. Huyền Thiên Kiếm cực đạo đế binh này càng là bởi vì huyền thiên tiên quân mà tỏa sáng dị sắc nhưng về sau lại bởi vì một hồi biến cố huyền thiên tiên quân chết trận liền ngay cả huyền thiên tông cũng là triệt để bị diệt tuyệt nhưng thần ngọc tiên thai ẩn chứa huyền thiên kiếm dưới cơ duyên xảo hợp lại rơi vào trong tay thạch gia chỉ là đáng tiếc bị phệ thiên đạo nhân chiếm được ẩn chứa huyền thiên tiên quân thân thể thần ngọc tiên thai nếu là có thể đạt được huyền thiên tiên quân thân thể nói không chừng ta liền có thể đạt được huyền thiên kinh truyền thừa tương lai thậm chí có một tia hy vọng thăm dò cái kia vô thượng tiên đế vị thạch vô kỵ thầm nghĩ trong lòng trong ánh mắt có một tia tiếc nuối tuy rằng thạch gia trắng trợn lùng bắt phệ thiên đạo nhân nhưng phệ thiên đạo nhân giả hoạt như quỷ bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích phệ thiên đạo nhân mà thạch vô kỵ không biết chính là vệ thiên đạo nhân bây giờ liền thành thật thật đứng ở lăng tiêu bên người đúng vậy vệ thiên thử lúc này rất thành thật trong lòng cũng rất thấp thỏm hắn tận khả năng thu liễm khí tức trên người mình hô hấp trở nên vô cùng vững vàng sợ thạch ra phát hiện hắn có cái gì dị thường từ khi tiến vào càn nguyên thạch phường về sau hắn chính là kinh hồn bạt vía thật phần lo lắng bất quá giờ phút này không có ai chú ý vệ thiên thử ánh mắt mọi người đều rơi vào thạch vô kỵ cùng với khối thần ngọc tiên thai cuối cùng bọn họ muốn nhìn xem trong khối thần ngọc tiên thai cuối cùng này sẽ xuất hiện bảo vật như thế nào này thạch vô kỵ hít sâu một hơi hai mắt khép hờ sau đó mở hai mắt ra trong con người lộ ra một tia sáng chói phong mang hai tay hắn tỏa ra tiên quang rực rỡ phù văn rực rỡ trói mắt chậm rãi hướng khối thần ngọc tiên thai kia rơi xuống thần ngọc tiên thai khẽ rung động theo thạch vô kỵ phần giải khí tức thần đạo cùng khí tức tiên đạo ra đá nhanh chóng rơi xuống bất quá lúc này đây giải thạch lại có vẻ rất dài dòng Thạch Vô Kỵ vô cùng thận trọng, mặc dù tốc độ giải thạch của hắn vẫn rất nhanh, nhưng khối thần ngọc tiên thai này vô cùng to lớn, muốn hoàn toàn giải khai, không phải nhất thời nửa khác có thể làm được. Nhưng mọi người lại rất kiên nhẫn. Hơn nữa theo từng lớp vỏ đá lột ra, trong ánh mắt mọi người vẻ chờ mong lại càng nồng đậm. Chủ nhân, xong đời. Thạch Vô Kỵ nếu là thật giải ra huyền thiên kiếm, các ngươi nhất định là thua chắc. Vệ thiên thử vừa lo lắng vừa chờ mong nói, trong lòng hắn ruột đều sắp hối hận xanh, khối thần ngọc tiên thai này chính là từ trong tay của hắn bán cho thạch gia, hơn nữa chỉ bán mấy chục vạn viên tiên tinh. Hắn phệ thiên đạo nhân được xưng tầm bảo thử, căn bản không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng cũng sẽ ngã ở trên này, trơ mắt đem một kiện bảo vật đưa cho người khác. Nếu là ta có huyền thiên kiếm, lại làm sao có thể sẽ rơi vào trong tay người này? Dẫn đến huyền thiên tiên quân thân thể đều bị hắn cướp đi. Phệ thiên thử trong lòng đều đang dỉ máu, kêu rên không dứt. Huyền thiên kiếm sao, chỉ sợ chưa chắc. Lăng tiêu thản nhiên cười nói, khóe miệng lộ ra một vòng cong. Bùm! Nhưng vào lúc này, có tiên quang rực rỡ từ trong thần ngọc tiên thai nở rộ ra, hơn nữa có khí tức sắc bén bốc lên, kiếm ý thần bí mà cổ xưa trong nháy mắt phá tan tầng tầng vỏ đá, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chanh! 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 Trong nháy mắt này, trong biệt viện chữ thiên, tất cả cường giả lấy kiếm làm binh khí đều chấn động cả người, cảm giác được bội kiếm của bọn họ đều đang tranh minh rung động phát ra ba động kỳ dị, giống như là đang cúng bái vô vạn kiếm. Đây là bảo vật gì, lại có kiếm ý khủng bố như vậy? Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Trong thần ngọc tiên thai, có hỗn độn tiên quang nở rộ ra, trong đó bộc phát ra kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, vĩnh hằng mà bất hủ, để cho tất cả mọi người là cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Loại kiếm ý này, phảng phất là vạn kiếm chi vương xuất thế, làm cho tất cả kiếm đều là không tự giác rung động ngủ phát ra thanh thúy kiếm minh, giống như là đang cúng bái chúng nó vương bình thường. Còn chưa hoàn toàn giải ra, đã có thanh thế khủng bố như vậy, thậm chí còn khủng bố hơn thanh thế lúc ngũ hành tiên kim xuất thế. Tất cả mọi người vừa khiếp sợ vừa tò mò, âm thầm suy đoán trong thần ngọc tiên thai này rốt cuộc có trí bảo gì. Chẳng lẽ là một kiện chuẩn đế binh sao? Có người suy đoán, chuẩn đế binh hẳn là không có như thế uy thế, loại này cường đại kiếm ít, vĩnh hằng bất hủ, bị phong ấn hàng tỷ năm vẫn là như thế khủng bố, chỉ sợ là có người lắc đầu nói, chẳng lẽ là cực đạo đế binh trong truyền thuyết? Người nói chuyện thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Nếu trong thần ngọc tiên thai có thể giải ra cực đạo đế binh, vậy không nói đến giải vô song thua chắc, chỉ sợ thạch gia lại tái hiện ra huy hoàng năm đó. Bùm, tất cả vỏ đá hoàn toàn chóc ra, phảng phất giống như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt có quang mang mãnh liệt trong nháy mắt sông lên trời, trực tiếp xuyên qua thiên địa. Tranh, một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao, trong thần ngọc tiên thai, một thanh tiên kiếm không phải kim không phải ngọc trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra kiếm ý vĩnh hằng trùng trùng điệp điệp, thần bí mà bất hủ. Thanh tiên kiếm kia quang mang sáng chói tới cực điểm, chói mắt chói mắt, lưu động thần bí quang mang, phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên. Trên thân kiếm hiện ra hai chữ to cổ xưa, Huyền Thiên. Huyền Thiên kiếm xuất thế, Hạo trùng điệp điệp cực đạo đế uy bộc phát ra, tất cả mọi người là cả người rung động, một đám trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Không ngờ thật sự là cực đạo đế binh, bọn họ một đám giống như ở trong mộng, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này, Thạch Vô Kỵ dĩ nhiên thật từ thần ngọc tiên thay bên trong giải ra cực đạo đế binh, Huyền Thiên kiếm, xuất thế. Thạch Vô Kỵ đưa tay chộp lấy Huyền Thiên kiếm, trong ánh mắt cũng vô cùng kích động. Huyền Thiên kiếm, cực đạo đế binh của Huyền Thiên Tiên quân, có người kêu lên. Huyền Thiên kiếm ở tiên giới bên trong có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, tràn ngập rất nhiều truyền kỳ sắc thái, bởi vì Huyền Thiên Tiên quân nghịch thiên mà đi để cho tiên giới vô số người lâm vào đau lòng bọn họ căn bản không ngờ huyền thiên kiếm lại bị phong ấn trong một khối thần ngọc tiên thai ha 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 chúng ta thắng huyền thiên kiếm xuất thế ai cùng tranh phong trong ánh mắt thạch thiên anh cũng vô cùng hưng phấn hướng lăng tiêu hòa giải vô song kiêu ngạo hô to mà sắc mặt giải vô song trong nháy mắt trở nên tái nhợt huyền thiên kiếm sao xem ra thật đúng là muốn thua giải vô song cười khổ một tiếng nói trong ánh mắt có một tia mỏi mệt thật sâu thời điểm ngũ hành tiên kim xuất thế nàng tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng không cho rằng mình thua chắc nhưng sau khi nhìn thấy huyền thiên kiếm nàng không còn một tia ý nghĩ nào khác thua sao vậy chưa chắc lăng tiêu mỉm cười với giải vô song bùm nhưng vào lúc này thạch vô kỵ cũng là một thanh bắt được huyền thiên kiếm tiên quang rực rỡ nở rộ ra hắn đem huyền thiên kiếm giơ lên một cỗ tia sáng mãnh liệt trong nháy mắt sông lên trời thạch vô kỵ cầm huyền thiên kiếm trong tay trong lòng hiện ra vạn trượng hào hùng chỉ cảm giác được chính mình phỏng phất trở thành một tôn vô địch đại đế có thể quét ngang chư thiên phá tan hết thảy mà trong ánh mắt mọi người nhìn về phía thạch vô kỵ cũng tràn ngập vẻ kính sợ thật sâu huyền thiên kiếm xuất thế chẳng lẽ thật sự tỏ rõ thạch vô kỵ muốn quật khởi sao răng rắc nhưng vào lúc này một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên bên tai mọi người huyền thiên kiếm trong tay thạch vô kỵ trên thân kiếm trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó giống như gương, ầm ầm vỡ nát ra. Nụ cười trên mặt Thạch Vô Kỵ lập tức ngưng động lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Điều này, làm sao có thể? Thạch Vô Kỵ cả người run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Mà tất cả mọi người chấn động, trên mặt lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Thậm chí có người hung hăng dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn thoáng qua huyền thiên kiếm. Huyền thiên kiếm thế nhưng nát, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được trong lòng phẳng phất có một vạn con thảo nguyên thần thú lao nhanh qua. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng huyền thiên tiên quân bội kiếm huyền thiên kiếm thật sự xuất thế, nhưng hiện tại xem ra, huyền thiên kiếm vậy mà ở trước mắt bọn họ trực tiếp vỡ nát. Vô khuyết cực đạo đế binh chính là bảo vật vô giá, huyền thiên kiếm vỡ nát kia giá trị bao nhiêu? Đây là huyền thiên kiếm, huyền thiên kiếm làm sao có thể vỡ? Đáng chết! Điều này không có khả năng. Khuôn mặt anh Tuấn của thạch vô kỵ đều trở nên vặn vẹo. Hắn căn bản không muốn tin tưởng cảnh tượng trước mắt, hắn vừa mới giơ lên Huyền Thiên kiếm, Huyền Thiên kiếm dĩ nhiên liền vỡ nát. Cái này giống như là một cái tát vô cùng vang dội, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, Thạch Vô Kỵ cảm giác được mặt nóng rát đau đớn, trong lòng hiện ra lửa giận không cam lòng cùng vô tận. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không biết cỗ lửa giận này nên hướng ai phát tiết. Thạch Vô Kỵ buồn bực sắp hộc máu. Huyền Thiên kiếm lại vỡ rồi sao? Giải vô xong rốt cục thở phào nhẹ nhõm tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ không rõ vì sao huyền thiên kiếm lại vỡ nát nhưng cuối cùng là thấy được một tia hy vọng nếu không nếu huyền thiên kiếm hoàn chỉnh không khuyết nàng cũng không cần giải thạch coi như là giải thạch cũng bất quá là tự giấc lấy nhục mà thôi thạch an tiên quân cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn không nói một lời đi lên cẩn thận kiểm tra một chút huyền thiên kiếm mảnh vỡ lắc đầu nói những vết nứt này là đã sớm tồn tại lời nói của thạch an tiên quân phẳng phất như là một cái búa nặng hung hăng nện vào trên người thạch vô kỵ để thạch vô kỵ toàn thân run lên trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phốc hắn dĩ nhiên là trực tiếp bị tức đến hộc máu lăng tiêu có chút thương hại nhìn thạch vô kỵ một cái thật sự là đứa nhỏ đáng thương a à, mặc cho ai chiếm được một kiện cực đạo đế binh nhưng trong nháy mắt cực đạo đế binh biến thành đồng đát sắt vụn chỉ sợ đều sẽ trực tiếp nổi điên huyền thiên kiếm lại vỡ rồi Vệ Thiên thử cũng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn hiện tại thật sự là không biết nên may mắn cho tốt hay là nên buồn bực cho tốt. Vừa rồi hắn còn cảm thấy thần ngọc tiên thai bán cho Thạch gia, chỉ bán mấy chục vạn viên tiên tinh là bồi thường lớn, nhưng hiện tại xem ra hắn là kiếm lời lớn. Giải Thạch này đúng là nhất đao thiên đường, nhất đao địa ngục. Vệ Thiên thử thầm nghĩ trong lòng. Hết chương 2910 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.